Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 21. Ân Triều Dương nổi lá gan cười khổ nói. Nhưng Vân Thiếu Gia mới gây tiếng động lớn như vậy đã chạy đến Vạn Bảo Lâu ta, thế này. Mọi người nhìn như thế. Không biết Vân Thiếu Gia làm vậy là vì sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Chẳng vì gì, chỉ đến cảm tạ ân trưởng lão lần này cho mượn tiền. Sau khi cho mượn tiền thì ân trưởng lão luôn bế quan tu luyện, ta không có cơ hội trực tiếp cảm ơn ân trưởng lão. Lão thuận đường đến. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm nói. Hay ân trưởng lão nghĩ ta có ý đồ gì, hoặc hiểu lầm ta đến trả tiền. Ai già, này túi tiền eo hẹp mà số tiền kia quá lớn, ta còn phải chờ qua một đoạn thời gian nữa mới trả lại cho ân trưởng lão được. Lý Vân Tiêu ủ rũ, làm bộ lắc đầu than thở. Ân trưởng lão chửi thầm trong bụng. Tổ cha nhà ngươi đóng kịch giỏi quá, ai không biết lần trước ngươi chấn lột một đống nguyên thạch của Chu gia. Lần này lại bóc lột thêm lần nữa, đi than nghèo với ta. Hiện tại tiền phân bộ Vạn Bảo Lâu trong Hỏa Ô Đế Quốc cộng lại không nhiều bằng ngươi. Đừng tưởng rằng lão tử không biết ý đồ của ngươi, muốn dùng Vạn Bảo Lâu làm tâm chắn sóng gió cho ngươi. Trong lòng Ân Triều Dương chửi Lý Vân Tiêu thúi đầu nhưng mặt ngoài cười tươi nói. Vân Thiếu Gia nói đùa, số tiền đó cũng không phải số lớn, chẳng đáng gì với Vạn Bảo Lâu ta, chờ khi nào Vân Thiếu Gia dư giả trả lại cũng không muộn. Lòng Ân Triều Dương cay đắng nguyền rủa. Mặt ngoài thì không dám đắc tội đối phương, chỉ có thể giả bộ bình tĩnh nhấm nháp trà thơm. Lý Vân Tiêu reo lên. Đa tạ ân trưởng lão, Vạn Bảo Lâu quả nhiên giàu có mà ông rãi. Ta đến đây thật ra muốn mượn ít nguyên thạch, ta còn lo Vạn Bảo Lâu kẹt tiền, giờ yên lòng rồi. Đó chỉ là một cọng lông trâu với Vạn Bảo Lâu đúng không? Phụt, phụt, hai tiếng phun nước, Ân Triều Dương và Đoạn Việt ho sặc sụa, cổ và mặt đỏ rực. Đoạn Việt không biết nên nói cái gì, thầm nghĩ. Tiểu tử ác thật, vậy mà cũng nói ra được. Không chỉ tu vi giỏi, da mặt cũng rất dày. Ân Triều Dương há to mồm, cổ họng nghẹn lại, trên trán toát mồ hôi lạnh nói. Cái, này thì... Lý Vân Tiêu vươn một ngón tay ra cười tủm tỉm. 1.000 vạn trung phẩm nguyên thạch là được rồi. Răng rắc. Cổ họng Ân Triều Dương vang thanh âm như tiếng xương gãy, đầu óc choáng váng, người lảo đảo. Vân, Vân Thiếu Gia, số tiền đó. Ha 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 ha, ta biết, số tiền đó chẳng là gì với Vạn Bảo Lâu. Lý Vân Tiêu thổi nhẹ tách trà, ngửi mùi thơm, khen. Chỉ tính Vân trà hái trên trời cao vạn dặm cũng đã đáng giá 100 khối nguyên thạch đúng không? Ân Triều Dương cay đắng nuốt nước miếng, lòng chửi thầm. Nếu không phải vì thân phận của ngươi đặc biệt thì sao ta nỡ lấy ra Vân trà cực phẩm này? Ngoài mặt Ân Triều Dương cười khổ nói. Vân Thiếu Gia, nói thật là hiện tại Vạn Bảo Lâu hơi khó xoay vòng tài chính, thiếu tiền mặt. Lý Vân Tiêu sửng sốt, cười to bảo. Ha ha ha, ân trưởng lão đừng đùa với ta. Thiên hạ đệ nhất thương hội thiếu tiền, nghe không vui chút nào. Ánh mắt Lý Vân Tiêu rắn lại, lạnh lùng nói. Nếu thật sự thiếu tiền, ta làm bằng hữu của Vạn Bảo Lâu đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, vậy chỉ mượn huyền khí. Đan dược có giá trị 1.000 vạn là được. Dựa theo thân phận của ta sẽ được hưởng giảm 30% đúng không? Vậy ta mượn 1.000 vạn 400 vạn huyền khí, đan dược, khi đó trả lại ân trưởng lão 1.000 vạn nguyên thạch là được. Cái này, phép tính kiểu gì vậy? Ân trưởng lão cảm thấy Lý Vân Tiêu đang nói tư duy của kẻ cướp, nhưng về thực lực hay thân phận của hắn thì Ân Triều Dương không trêu vào được. Hơn nữa tiền đồ sau này của Ân Triều Dương còn cần nhờ Lý Vân Tiêu móc nối. Tuy nhiên 1.000 vạn nguyên thạch. Chán Ân Triều Dương toát mồ hôi, run giọng nói. Hiện tại lâu chủ đại nhân không có trong Hỏa Ô Đế Quốc, nguyên thạch số lượng quá lớn, ta không có quyền điều động. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Vậy làm phiền ân trưởng lão chỉ đường ta tự đi lấy, khi đó ghi tờ giấy nợ, ân trưởng lão nói một tiếng với lâu chủ là được. Tự lấy. Ân Triều Dương muốn xỉu, thì ra thiếu niên này đúng là kẻ cướp. Ân Triều Dương toát mồ hôi lạnh ròng ròng nói. Vân Thiếu Gia chờ giây lát, ta đi bàn bạc một chút. Ân Triều Dương đứng dậy, cảm thấy đầu váng mắt hao không đứng vững nổi, vội vàng đi ra. Đoạn Việt giơ ngón cái lên, khen như mắng. Vân Thiếu Gia, ác thật. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Ân Triều Dương này vừa muốn cho ta nhân tình vừa không nỡ bỏ vốn gốc ra, ta đang giúp hắn quyết định đứng về phía ta. Vốn ta chỉ định uống hớp trà nhiễu loạn tầm mắt mọi người,
nhìn bộ dáng giả bộ sĩ diện của Ân Triều Dương làm ta ngứa ngáy tiện tay mượn chút tiền, dù sao chúng ta không chịu thiệt. Đoạn Việt câm nín, chấn lột 1.000 vạn trung phẩm nguyên thạch còn bảo là giúp người ta, lý luận này thật là. Lý Vân Tiêu nhìn Đoạn Việt trợn trắng mắt thì cười nói. Ngươi cũng biết tình huống của ta bây giờ không chỉ chính mình cần nhiều nguyên thạch, còn cần nuôi một đám người các ngươi, không đi chấn lột thì lấy gì tu luyện. Đoạn Việt hầm hừ nói. Dựa vào nguyên thạch tu luyện, lần đầu tiên lão tử nghe kiểu này, chờ khi tu vi của ngươi cao hơn chẳng lẽ cứ đi cướp rồi trả nợ sao? Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm lạnh nhạt nói. Chờ khi tu vi của ta cao còn cần trả nợ không? Đoạn Việt. Chấm chấm chấm. Rất nhanh Ân Triều Dương quay về, mặt táo bón lúc trắng lúc xanh không biết đã xảy ra chuyện gì. Đoạn Việt nhìn Ân Triều Dương cầm túi chữ vật thì thầm thở dài. Lúc trong Thanh Hải trấn Ân Triều Dương liều mạng bắt giết động vật biển cũng chưa từng thấy nhiều nguyên thạch như vậy, tiểu tử này tùy tiện nói vài câu là kiếm được, nghe giọng điệu của hắn thì chuyện chưa xong. Ân Triều Dương nhăn nhó lòng nhỏ máu đưa túi chữ vật ra, nhưng tay cầm chặt không chịu buông. Vân thiếu gia, nguyên thạch này. Lý Vân Tiêu giật lấy túi chữ vật ném vào giới chỉ. Yên tâm, ta sẽ nhanh chóng trả lại. Tim Ân Triều Dương đập nhanh, trong mắt tràn đầy lưu luyến và nhức nhối. Mặt Ân Triều Dương trắng bệch nói. Vân thiếu gia, ta đã dùng quyền lợi lớn nhất giúp đỡ, sau này Vân thiếu gia xin đừng quên ta, nói tốt mấy câu giúp ta trước mặt Vũ Văn trưởng lão. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm nói. Yên tâm. Ta sẽ kêu Vũ Văn bác trực tiếp để bạt ngươi đến tổng bộ Vạn Bảo Lâu. Mắt Ân Triều Dương sáng rực. Thật không? Ân Triều Dương phấn khởi, vẻ mặt đau lòng vừa rồi biến mất sạch. Ân Triều Dương kích động hỏi. Vân thiếu gia nói có thật không? Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh. Lý Vân Tiêu cười vỗ vai Ân Triều Dương, nói. Đương nhiên là thật, bây giờ ta bận chút việc, tạm cáo từ. Ân trưởng lão tiễn chúng ta ra ngoài đi. Ân Triều Dương tỉnh táo lại, ngây người, sau đó hiểu ý của Lý Vân Tiêu. Hắn muốn cho tất cả thế lực thấy Lý Vân Tiêu và Vạn Bảo Lâu có quan hệ thân thiết. Ân Triều Dương cười khổ, nhưng nghĩ đến tổng bộ Vạn Bảo Lâu là gã lên tinh thần. Ân Triều Dương miễn cưỡng nói. Đương nhiên phải tiễn, đương nhiên rồi. Lý Vân Tiêu, Ân Triều Dương trò chuyện vui vẻ ra bên ngoài Vạn Bảo Lâu, bộ dáng thân thiết rơi vào mắt các thế lực, bọn họ đưa tin tình huống về chỗ mình. Lý Vân Tiêu cố ý cao giọng nói. Đa tạ Ân trưởng lão nhiệt tình chiêu đãi, Vạn Bảo Lâu một lần nữa hào sảng trợ giúp. Nếu không có Vạn Bảo Lâu ủng hộ thì dưới vòm trời Nam vực này Lý Vân Tiêu ta không thể đi đến ngày hôm nay, ân lớn lao không lời nào tả xiết. Ân Triều Dương cảm giác vô số thần thức chú ý chỗ này, nghe Lý Vân Tiêu nói làm Ân Triều Dương suýt xỉu. Ân Triều Dương cười khổ nói. Vân thiếu gia qua khen. Viêm Vũ Thành có thành tựu như hôm nay thật sự không liên quan nhiều đến Vạn Bảo Lâu chúng ta. Lý Vân Tiêu thầm cười lạnh, miệng nói. Ân trưởng lão quá khiêm nhượng, siêu nhiên ngoài trần thế, không ham công và danh, không uổng là phong cách làm việc của Vạn Bảo Lâu. Sau này còn gặp lại, xin cáo từ. Lý Vân Tiêu không đợi Ân Triều Dương nói gì thêm, hắn cưỡi trên huyền lôi kinh vân hống loa đi. Đoạn Việt cảm thấy mới mẻ cũng muốn cưỡi thử nhưng bị huyền lôi kinh vân hống táp mấy miếng. Gã chề môi lẽo đẽo theo sau. Ân Triều Dương cảm giác rõ ràng trong không trung có vô số thần thức rơi vào người làm gã cười khổ, gục đầu đi vào Vạn Bảo Lâu. May mà Vạn Bảo Lâu thanh thế lớn, dù mọi người nghi ngờ Ân Triều Dương cũng không dám tùy tiện hành động. Lý Vân Tiêu, Đoạn Việt tâm tình siêu tốt, đánh cuộc thắng hơn 2.000 vạn nguyên thạch, chấn lột Chu gia sau 1.000 vạn, bóc lột 1 ức của cung Phụng Việt. Đi Vạn Bảo Lâu tiện tay hốt 1.000 vạn. Tổng cộng lại gần 2 ức trung phẩm nguyên thạch. Lý Vân Tiêu còn đỡ, Đoạn Việt mấy đời chưa từng thấy nhiều nguyên thạch như vậy, bị con số làm choáng váng đầu óc. Đến bây giờ Đoạn Việt vẫn không dám tin kiếm nguyên thạch dễ còn hơn nhặt đá bình thường. Lý Vân Tiêu, Đoạn Việt nhanh chóng ra khỏi khu vực Thượng Dương Thành bay hướng Viêm Vũ Thành. Huyền Lôi Kinh Vân Hống đạp tia chớp kêu đì đùng, đột nhiên ngừng lại ở một góc trời. Huyền Lôi Kinh Vân Hống cảnh giác nhìn đằng trước. Đoạn Việt nhướng mày nhìn đăm đăm, nhưng không thấy bóng người. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn áng mây trắng trước mặt, lạnh nhạt nói. Người nào, lăn ra đây cho ta. Lý Vân Tiêu giơ tay, Ngô Câu Xương Tuyết Minh nằm trong tay hắn. Lý Vân Tiêu chém luồng kiếm quang vào tầng mây. Đi đùng xẹt. Trên bầu trời đột nhiên hiện ra một tia chớp giáng xuống kiếm quang,
hai lực lượng tan biến trong tầng mây. Áng mây trắng thay đổi như kẹo bông gòn nhanh chóng thu nhỏ lại cuối cùng rút vào lòng bàn tay của một người. Hai bóng người đứng trong không trung cười lạnh nhìn Lý Vân Tiêu, Đoạn Việt. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Nếu ta không nhìn lầm thì người đứng đằng trước nhất là đương triều thái tử Hỏa Ô Đế Quốc, Tân Như Ngọc. Người dẫn đầu trẻ tuổi vẻ mặt kiêu ngạo nói. Không sai, chính là bản thái tử. Lý Vân Tiêu, người rất càn rỡ. Lý Vân Tiêu ngẩn ra, sau đó cười nói. Cây búa. Tân Như Ngọc nhướng mày hỏi. Cây búa, có ý gì? Con người Lý Vân Tiêu co rút, cười khẩy nói. Ta càn rỡ hay không liên quan gì ngươi có cây búa? Tân Như Ngọc tức giận. Ngươi! Giây sau Tân Như Ngọc tỉnh táo lại, nhe răng cười nói. Ta không đấu võ mồm với ngươi. Ngươi rất có thiên phú, dù ta muốn thắng ngươi cũng sẽ rất vất vả. Bây giờ cho ngươi hai con đường sống, một là để lại con yêu thú này, Ngô Câu Xương Tuyết Minh, và Huyền Khí Bia Đá lại, quy thuận ta, làm nô bộc của ta thì sẽ tha cho ngươi mạng sống, ngươi sẽ sống sót rất tốt. Tân Như Ngọc nói xong bầu trời tĩnh lặng không thanh âm. Lý Vân Tiêu nhắm mắt rồi chợt mở ra, thở dài. Ngươi có thể khờ thêm chút nữa không? Tân Như Ngọc không giận chợt cười. Khờ, ha ha ha, ta biết ngay ngươi sẽ không ngoan ngoãn phục tòng, vậy hay để ta nghiền nát lòng kiêu ngạo của ngươi, để ngươi ngoan ngoãn làm ngươi hầu bên cạnh ta. Tân Như Ngọc tự tin như thể Lý Vân Tiêu đã thành vật trong túi của gã. Ta sẽ khiến người trong toàn thiên hạ thấy Lý Vân Tiêu nhà ngươi làm con chó bên cạnh ta. Dầm. Không khí bị áp xúc đến tột độ. Lý Vân Tiêu từ trên lưng huyền lôi kinh vân hống vượt hư không đến trước mặt Tân Như Ngọc, vỗ một trường, tốc độ cực nhanh. Không khí lóe hỏa hoa, tiếng gầm rú ầm ầm. A! À, Tân Như Ngọc hoảng sợ biến sắc mặt nhưng không vội thụt lùi. Xẹt đùng. Một tia chớp bắn lên đánh trúng bàn tay Lý Vân Tiêu. Tia chớp mạnh mẽ chiếu sáng bầu trời. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt, hai chân đạp không khí bay lùi về trên lưng huyền lôi kinh vân hống. Mắt huyền lôi kinh vân hống bắn ra tia hung ác, người bầu trời tràn ngập tia sét, lông dựng đứng như gặp kẻ thù lớn. Vẻ mặt Đoạn Việt nghiêm túc, đôi mắt trầm trọng, Đoạn Việt không nhìn thấu tu vi của người trước mắt. Người đó nhướng mí mắt, trong mắt có tia chớp lấp lóe. Định Tát thái tử điện hạ, người thật là vô pháp vô thiên. Tân Như Ngọc mặt trắng bệch, xanh mét, nếu Nhạc Cửu Lâm không ra tay kịp lúc thì gã đã bị Lý Vân Tiêu tát tai, đó sẽ là sỉ nhục suốt đời gã. May mắn xung quanh vắng lặng, không như Chu Ngọc Sơn bị người toàn thành chứng kiến. Lý Vân Tiêu chậm rãi nói. Võ kỹ rất đặc biệt, là thuật lôi điện, hèn gì các ngươi muốn tỏa kỵ của ta, chắc định bắt yêu thú lôi trợ giúp ngươi tu luyện. Vân Thiếu gia quả nhiên kiến thức rộng ra ôi ý. Đoạn Việt khen. Nếu Vân Thiếu gia đã biết vậy ngoan ngoãn quy thuận đi. Tuy ta không biết ầm 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 ầm. Làm cách nào thắng Chu Ngọc Sơn nhưng gặp phải ta thì Vân Thiếu gia cảm thấy mình có phần thắng không? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Tuy ngươi đã giấu đi hơi thở nhưng ta suy đoán thực lực của ngươi chắc cỡ Vũ Hoàng ngũ tinh, cộng thêm võ kỹ lôi điện ngươi tu luyện bất phàm, sức chiến đấu cỡ Vũ Hoàng lục tinh, thậm chí thất tinh. Nếu đánh nhau thì đúng là chúng ta không đánh lại. Nhạc Cửu Lâm giật mình, mắt lóe tia tàn nhẫn. Dù là cường giả cùng đẳng cấp chưa chắc nhìn thấu được Nhạc Cửu Lâm, nhưng Lý Vân Tiêu nói túng hết. Nhạc Cửu Lâm lạnh nhạt nói. Nếu đã biết tại sao không quy thuận, người thông minh thì kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, khinh thường nói. Đánh thì đánh, nhưng ngươi tự phụ cho rằng chúng ta không trốn ra được sao? Trốn. Nhạc Cửu Lâm buồn cười nói. Vũ Hoàng Tam Tinh sau lưng ngươi dựa vào lực lượng Thanh Liên Địa Hỏa có lẽ sẽ chạy được, nhưng ngươi và yêu thú này thì... Ha ha, nói thật, với thực lực của ngươi có thể khiến ta ra tay đã là vinh hạnh lớn lao. Trong thế hệ trẻ có lẽ Thái tử Điện Hạ không đánh lại ngươi. Tân Như Ngọc, gã rất bất mãn câu bình luận này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười. Bàn về thực lực thì các ngươi tạm được, nhưng chỉ số thông minh thì... Hừ, ngươi nghĩ chỉ có hai người bám theo ta sao? Bây giờ có ít nhất ba, bốn thế lực núp trong không gian bốn phía, chỉ có các ngươi là thiếu kiên nhẫn nhất. Nhạc Cửu Lâm giật mình kêu lên. Cái gì? Nhạc Cửu Lâm vội phát tán thần thức ra cảnh tượng, có mấy chỗ khẽ rung. Nhạc Cửu Lâm biến sắc mặt, tức giận quát. Là ai? Ra hết đi. Vũ Hoàng ngũ tinh quát.
không gian khẽ run, mấy vị trí trên bầu trời truyền ra dao động nhẹ sau đó quay về tĩnh lặng. Trong một góc, dao động mạnh đến nỗi mắt thường trông thấy, một chiếc hổ vương chiến xa chạy ra từ giữa hư không, trang sức cực kỳ hoa lệ. Bốn phía xanh bao phủ chiến xa, ngăn cách dao động không gian, chiến xa chậm rãi hiện ra. Có mấy nam nhân đứng trên chiến xa, người đi đầu là tóc bạc mặt trẻ trung, chính là hội trưởng công hội thuật luyện sư, Bách Lý Công Cẩn. Nhạc Cửu Lâm thấy rõ người đến thì lòng chìm xuống, quát to. Bách Lý Đại Sư có ý gì? Bách Lý Công Cẩn hờ hững liếc Nhạc Cửu Lâm, bình tĩnh nói. Ý gì? Ta đang muốn hỏi Nhạc Đại Nhân có ý gì? Lý Vân Tiêu là thuật luyện sư của công hội thuật luyện sư chúng ta, Nhạc Đại Nhân ngăn đường hắn đi, ta đang muốn hỏi Nhạc Đại Nhân có ý gì? Lâu không gặp, Nhạc Đại Nhân biết đùa rồi. Đùa khỉ mốc. Nhạc Cửu Lâm chửi thầm trong bụng. Sắc mặt âm trầm nói. Bách Lý Đại Sư, đây là ân oán cá nhân giữa Lý Vân Tiêu và Thái tử Điện Hạ, mong Bách Lý Đại Sư đừng xen vào. Bách Lý Công Cẩn chậm rãi nói. Đương nhiên ta không nhúng tay vào ân oán cá nhân, nhưng nếu có người ăn hiếp thuật luyện sư của công hội ta vậy ta không thể ngồi xem, công hội thuật luyện sư luôn một lòng. Lý Vân Tiêu, nói cho ta biết các ngươi là ân oán cá nhân hay người bị người ăn hiếp. Nhạc Cửu Lâm. Nam Hải biểu tình cực kỳ khó xem. Bộ dạng của Bách Lý Công Cẩn rõ ràng không bỏ qua chuyện này. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Đương nhiên là bọn họ muốn ăn hiếp ta, không chỉ thế, Thái tử Điện Hạ còn định thu ta làm nô bộc. Chậc chậc, định bắt một thuật luyện sư tứ giai làm nô bộc. Bách Lý hội trưởng, đây rõ ràng là coi khinh thuật luyện sư. Ta với thân phận thuật luyện sư tứ giai khẩn cầu công hội thuật luyện sư Hỏa Ô Đế quốc phát ra lệnh truy sát hoàn toàn xóa sổ Nhạc Cửu Lâm, Tân Như Ngọc, hai kẻ coi khinh thuật luyện sư. Nhạc Cửu Lâm biến sắc mặt kêu lên. Cái gì? Lệnh truy sát của công hội thuật luyện sư siêu đáng sợ, hầu như không chết không ngừng. Vì công hội thuật luyện sư sẽ treo giải thưởng cực lớn, đủ hấp dẫn cao thủ toàn thiên hạ tham gia. Qua nhiều năm như vậy. Có thể sống sót dưới thuật luyện sư công hội lệnh truy sát cả Thiên Vũ Đại Lục cũng chỉ có một người, đó chính là Thiên Vũ Đại Lục đệ nhất nhân phách Thiên Vũ Đế Ngạo Trường Không. Hắn cũng không dám tự đại tới mức so sánh với Ngạo Trường Không, mồ hôi lạnh bao phủ toàn thân, vội vàng nói. Bách Lý Đại Sư không cần thiết nghe người này hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta chỉ là ân oán cá nhân mà thôi, hoàn toàn không quan hệ tới tôn nghiêm của thuật luyện sư công hội. Trong lòng Bách Lý Công Cẩn cũng âm thầm buồn cười. Lý Vân Tiêu cho hắn một chút ánh sáng, hắn bắt đầu sáng lạn. Thuật luyện sư công hội ban bố truy sát lệnh ngay cả hắn cũng chỉ có tư cách xin mà thôi, nhất định phải có bát giai tôn cấp thuật luyện sư phê chuẩn mới có thể phát ra. Nhưng Nhạc Cửu Lâm cũng không biết, hắn sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nếu thuật luyện sư truy sát lệnh thật sự ban ra, hắn lên trời xuống biển cũng khó thoát được. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Ân oán cá nhân, ta và ngươi không oán không cừu. Cái gì gọi là ân oán cá nhân? Rõ ràng xem ta là thuật luyện sư, muốn bắt đi làm nô bộc. Vừa rồi Thái tử Điện Hạ nói, không chỉ có ta và ngươi nghe thấy, Bách Lý Đại Sư nghe thấy, còn có mấy vị bằng hữu trốn trong hư không chẳng lộ diện kia cũng nghe thấy, há lại hồ ngôn loạn ngữ. Tôn nghiêm của thuật luyện sư hôm nay đã không còn, mong rằng Bách Lý Đại Sư làm chủ, vãn hồi tôn nghiêm thuật luyện sư nhất mạch chúng ta. Bách Lý Công Cẩn nghe xong sững sờ. Chuyện này càng náo càng trở nên nghiêm trọng. Hắn vội vàng phất tay, nói. Tân gia thái tử cuồng vọng khôn cùng, nói năng lỗ mãng, niệm ngươi còn trẻ vô tri, nhanh chóng xin lỗi Lý Vân Tiêu, việc này không như vậy nữa, nếu không, hừ. Hắn nhìn như xuất đầu cho Lý Vân Tiêu, kỳ thực là đang tạo bậc thang cho Tân Như Ngọc, nếu như tiếp tục bị Lý Vân Tiêu kéo tiếp, càng nói càng nghiêm trọng, đến lúc đó vì giữ gìn mặt mũi cho thuật luyện sư, hắn không thể không ra tay. Đến lúc đó sẽ đắc tội hoàng thất, tụ thiên tông cùng thiên châu môn, vậy hắn cũng không cách nào dừng chân tại Hỏa Ô Đế quốc. Tân Như Ngọc tức tới mức sắc mặt tái nhợt, Nhạc Cửu Lâm thì không ngừng lo lắng nháy mắt với hắn. Hắn cũng biết hôm nay không có khả năng bắt lấy Lý Vân Tiêu, chỉ có thể nén giận, giọng căm hận nói. Lý Vân Tiêu, xem như ngươi lợi hại, hôm nay là ta không đúng, ngày khác gặp mặt sẽ tiếp tục ôn chuyện. Hắn ném ngoan thoại sau đó thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hắn bay ra khỏi thành. Nhạc Cửu Lâm vụng trộm nhìn qua Bách Lý Công Cẩn, thấy hắn hai mắt khép hờ, không có thái độ liền chắp tay cáo từ, cũng bay theo Tân Như Ngọc. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nhìn Bách Lý Công Cẩn chắp tay nói.
Đa tạ hội trưởng đại nhân giải vây, Vân Tiêu có việc trong người, như vậy hiện tại từ biệt. Ngày khác tất nhiên đến nhà bái tạ. Bách Lý Công Cẩn sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này không thể như thế, ta vừa cứu ngươi, bây giờ đã có suy nghĩ chạy đi. Trên mặt hắn vẫn cười ha hả, nói. Vân Thiếu chính là người của thuật luyện sư công hội, tự nhiên như thế. Đáng tiếc Vân Thiếu ra tới thuật luyện sư công hội đến nay chưa bao giờ đến công hội, lão hủ vẫn lấy làm tiếc a. Hôm nay đúng lúc gặp được, không bằng rời bước ở một lúc chứ. Lý Vân Tiêu cười nói. Được đàm thuật luận đạo với Bách Lý Đại Sư quả thật là tam sinh hữu hạnh, cầu còn không được. Đáng tiếc tục sự quấn thân a hát, thật sự là không khéo, không khéo a hát. Không khéo con em ngươi. Bách Lý Công Cẩn tức điên, con em ngươi còn vểnh miệng lên với ta đấy. Lập tức cau mày nói. A hát, chuyện gì cần xử lý vội vã như thế, ngay cả thời gian đi công hội cũng không có. Vân Thiếu tấn chức tứ giai thuật luyện sư vẫn còn chưa cấp huy chương cho ngươi đấy. Nếu như bỏ qua hôm nay, chỉ sợ ta sẽ quên đấy. Ý của hắn chính là đang cảnh cáo, nếu hôm nay ngươi không tới, huy chương tứ giai cũng đừng có cầm a. Lý Vân Tiêu làm sao không nghe ra ý của hắn chứ, vẫn không nhanh không chậm nói. Huy chương chỉ là biểu tượng mà thôi, có tự nhiên rất tốt, không có cũng không sao. Vân Thiếu ngày khác sẽ tới lấy. Còn em ngươi, ngươi rốt cuộc có đi với ta hay không? Bách Lý Công Cẩn cũng không nhịn được nữa, trực tiếp chửi ầm lên, tức giận nói. Lão hủ tốt xấu gì cũng vừa cứu ngươi, ngươi kéo mồm mép với ta, ngươi còn có lương tâm hay không? Lý Vân Tiêu thấy đối phương trực tiếp vạch mặt, lập tức cười khổ nói. Bách Lý hội trưởng, ta oan uổng a hát, ta sợ đi theo ngươi tới công hội, so với bị Tân Như Ngọc bắt đi tổn thất còn lớn hơn. Hắn cũng không kiêng kỵ nói ra. Bách Lý Công Cẩn nhướng mày, tức giận hừ nói. Tổn thất tự nhiên sẽ có, nhưng chỗ tốt cũng không thiếu cho ngươi. Lão hủ còn có thể chiếm tiện nghi của ngươi hay sao? Chính ngươi cũng có thể cảm nhận được. Trong phiến hư không này cũng có không ít người đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Nếu ngươi không đi với ta, sợ chạy không thoát khỏi nơi này đâu. Hắn nói câu này chính là tình hình thực tế, Lý Vân Tiêu trầm tư một lúc, cười khổ nói. Vậy được rồi, Vân Tiêu chỉ sợ phải quấy rầy Bách Lý hội trưởng, thuật luyện chi đạo, nghi hoặc rất nhiều, vừa vặn cần thỉnh giáo. Bách Lý Công Cẩn lúc này sắc mặt tươi cười như hoa, bộ dáng hội trưởng tự ái, vui vẻ nói. Không quấy rầy, không quấy rầy. Người trẻ tuổi nên hiếu học, nên học hỏi nhiều. Nếu ngươi đã là thành viên của thuật luyện sư công hội thì công hội cũng chính là nhà của ngươi. Tùy thời có thể tới, tùy thời có thể đi, ngàn vạn đừng xem như người xa lạ. Tùy thời bà mẹ ngươi. Ngay cả Huyền Lôi Kinh Vân Hống cũng gầm lên trầm thấp vài cái phát tiết bất mãn trong lòng. Đoạn Việt sắc mặt đỏ lên, lục giai thuật luyện sư, trong mắt hắn đây là tồn tại cao cao tại thượng. Vậy mà cũng sẽ biết mở miệng mắng người. Lý Vân Tiêu lập tức cưỡi Huyền Lôi Kinh Vân Hống rời đi cùng Đoạn Việt, đi theo Bách Lý Công Cẩn Hổ Vương Chiến xa tiến về thuật luyện sư công hội. Mấy người đi rồi, trong hư không có từng đợt chấn động nhộn nhạo, một giọng nói quái dị vang lên. Tứ giai thuật luyện sư, phất tay đè chết Phú Tông, hừ hừ, có ý tứ, có ý tứ. Sau khi tiếng hừ hừ vang lên, cả không gian khôi phục bình tĩnh, không còn bất cứ tiếng động nào nữa. Hiển nhiên tất cả mọi người đã rút lui khỏi. Lý Vân Tiêu lại quay về thành Võ Viêm, lập tức khiến cho rất nhiều thế lực chú ý cao độ. Nhưng sau khi thấy hắn đi vào thuật luyện sư công hội thì không ai dám điều tra. Thuật luyện sư công hội độc lập với bất cứ thế lực nào trên đại lục, nó siêu nhiên vượt ra ngoài. Lý Vân Tiêu nhất chiến thành danh, đế quốc đều biết. Đi theo sau lưng Bách Lý Công Cẩn càng chói mắt, người trong công hội nhao nhao đi ra nhìn. Càng có không ít mỹ nữ thỉnh thoảng ném mị nhãn với hắn, Lý Vân Tiêu cũng không chút khách khí nhận lấy từng cái, mắt đi mày lại với các nàng. Mấy người đi vào trong gian phòng to lớn, trang trí phong cách cực kỳ cổ xưa đại khí, lại không thiếu khí chất xa hoa. Bên trong có vài nam tử đang thưởng thức trà nói chuyện phiếm, bộ dáng khí độ phi phàm. Mọi người thấy Bách Lý Công Cẩn tiến vào thì đứng dậy thi lễ. Một người trong đó nhìn thấy Lý Vân Tiêu, lộ ra nụ cười phức tạp, nói. Vân Tiêu đại sư, xa cách mấy tháng, chúng ta lại gặp mặt. Lý Vân Tiêu vươn tay ra, cười nói. Nguyên Hạo đại sư, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Ngày đó ở Thiên Thủy nhận được chiếu cố a. Nguyên Hạo mỉm cười, tâm tình cực độ phức tạp.
mấy tháng trước trong mắt hắn đây chỉ là thiếu niên thiên tài mà thôi, bây giờ ở thuật luyện chi đạo bình khởi bình tọa với hắn. Thiên phú võ đạo càng thâm bất khả chắc, cường giả vũ tông cũng có thể một chiêu chấn áp. Bách Lý Công Cẩn híp mắt cười nói. Ta và Vân Tiêu Đại Sư xem như trùng hợp, vừa lúc gặp được ở ngoài thành. Tương thỉnh không bằng vô tình gặp được, Vân Tiêu Đại Sư có việc trong người, nhưng lại cố ý muốn tới thuật luyện sư công hội nhận lấy huy chương tứ giai, ta chỉ thuận tiện mang hắn tới mà thôi. Đoạn Việt nghe xong vẻ mặt đầy hắc tuyến, ngươi nói không uy hiếp người ta, quỷ mới thèm tới. Thì ra thuật luyện sư con mẹ nó cũng chỉ có đức hạnh như vậy. Lý Vân Tiêu cũng gật đầu phụ họa, nói. Đúng vậy, ta vừa bước vào tứ giai không lâu, bởi vì Chu gia khi dễ quá đáng cho nên không có thời gian đi nhận huy chương. Đúng lúc gặp phải Bách Lý Đại Sư, dù thế nào cũng không thể không đi công hội một lần. Nguyên Hạo cười nói. Thì ra là có chuyện như vậy. Vân Tiêu Đại Sư hồn lực chấn động không chút dưới ta, xem ra không cần khảo thí a. Lão giả bên cạnh khẽ nhíu ma phi, không vui nói. Không chắc nghiệm thử đã trực tiếp ban phát huy chương. Những cấp thấp thì tự nhiên có thể, nhưng đạt tới tứ giai quân cấp thì chưa bao giờ có tiền lệ như thế cả a. Lý Vân Tiêu nhìn qua, Nguyên Hạo vội vàng giải thích nói. Vị này chính là Tân Trạch Đại Sư, cũng là tứ giai quân cấp, hơn nữa là tộc thú đương kim hoàng đế bệ hạ. Tân Trạch nhàn nhạt quan sát Lý Vân Tiêu, không nhanh không chậm nói. Thuật luyện chi đạo không thể so với võ đạo, có thể đầu cơ trục lợi. Cần phải có nội tình chân thật mới làm người ta tin phục. Phàm là tứ giai thuật luyện sư, không có người nào không trải qua mấy chục năm mấy trăm năm trăm tinh tu cảm ngộ thiên đạo, sau đó mới có thể miễn cưỡng đạt tới. Dù vậy cũng có ngàn ngàn vạn vạn người bị ngăn ở ngoài cửa. Người trẻ tuổi, muốn nói người có thực lực tứ giai thì ta không tin. Lý Vân Tiêu mỉm cười, tùy tiện đi lên phía trước, hắn đặt mông ngồi xuống. Hai tay để ngang vịn mặt ghế, mỉm cười nói. Phải thế nào Trác lão mới tin đây? Lý Vân Tiêu làm động tác vô lễ như thế đã chọc giận Tân Trạch và vài tên thuật luyện sư khác, bọn họ tự kiềm chế thân phận tôn quý, người thường cho dù là quý tộc đế quốc dưới tình huống không được cho phép cũng không được bình khởi bình tọa với bọn họ. Tân Trạch hừ một tiếng, lãnh đạm nói. Tự nhiên là dựa theo lệ cũ, thông qua khảo thí. Nếu vượt qua thì lão phu chịu phục. Nếu không thì ngươi tới từ nơi nào, cứ cút về nơi đó. Nguyên Hạo thấy hào khí cương cứng, vội vàng nói. Vân Tiêu Đại Sư thực lực mấy tháng trước ta đã nhìn thấy, tuyệt đối là tam giai thuật luyện sư không thể nghi ngờ. Mấy tháng trước là tam giai, hiện tại cho dù vào tới tứ giai cũng là cảnh giới chưa ổn, muốn thông qua khảo thí nói dễ vậy sao? Một thuật luyện sư khác hừ lạnh nói. Không có một năm nửa năm vững chắc cảnh giới thì không được, hừ hừ, thiếu niên. Đây không phải chỗ ngươi có thể ngồi. Bách Lý Công Cẩn hơi mỉm cười, hắn dường như mừng rỡ khi thấy Lý Vân Tiêu, muốn xem phản ứng của hắn. Lý Vân Tiêu bĩu môi, nhếch miệng cười nói. Nếu chư vị đại sư không phục, không bằng đến đánh bạc một ván chứ. Vừa vặn cứ tỉ thí thì không hay lắm, chư vị đều là tồn tại tứ giai tài đại khí thô, ta muốn kiếm chút nguyên thạch tiêu xài a. Ha ha, cuồng vọng. Tân Trạch cười ha hả, nói. Đánh cuộc gì, ngươi đánh bạc chính mình thua. Vài tên tứ giai thuật luyện sư cũng vuốt râu cười, vẻ mặt khinh miệt. Lý Vân Tiêu mặc kệ cười to, hắn cũng mỉm cười, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn qua mấy người này, nhàn nhạt nói ra. Ta và các ngươi đổ thuật luyện chi thuật, ba người các ngươi cùng tiến lên. Lời vừa vang lên, mọi người biến sắc. Ngươi nói cái gì? Tân Trạch nhảy dựng lên khỏi ghế, hai gã thuật luyện sư khác cũng trợn mắt lên nhìn. Dường như đã bị vũ nhục thật lớn. Bách Lý Công Cẩn và Nguyên Hạo biến sắc, không thể ngờ Lý Vân Tiêu lại cuồng vọng tự đại như vậy. Đoạn Việt cũng kinh ngạc đến ngây người, đồng thời ước chiến ba tứ giai thuật luyện sư, trừ phi là ngũ giai, nếu không cho dù là Nguyên Hạo tứ giai đỉnh phong cũng tuyệt đối không dám khiêu chiến như thế. Nguyên Hạo ngưng giọng nói. Vân Tiêu đại sư, ngươi nên nghĩ lại, không thể hành động theo cảm tính. Đối với thuật luyện sư bọn họ mà nói, loại hành vi khiêu khích này sẽ tạo thành nhục nhã to lớn. Đều là tứ giai nên Nguyên Hạo cũng sinh ra nội tâm không thích. Nghĩ lại, Tân Trạch sắc mặt như xương, hừ lạnh nói. Thân là tam giai thuật luyện sư chút năng lực phụ trách khi nói chuyện cũng phải có. Không biết Vân Tiêu đại sư định dùng trận chiến thế nào đấu với ba người chúng ta. Hắn cố ý nói bốn chữ Vân Tiêu đại sư cắn rất nặng,
tràn ngập châm chọc khiêu khích, những người khác cũng đầy khinh miệt. Lý Vân Tiêu mỉm cười, chính hắn trước kia là trưởng lão của thuật luyện sư công hội làm sao không rõ tính tình của đám người này, lúc này cười nói. Mấu chốt không phải chiến như thế nào, mà ở đánh cược cái gì. Nếu ba vị áp quá thấp, ta sẽ không có hứng thú đánh cược đâu. Ha ha, Vân Tiêu đại sư quả nhiên rất anh dũng. Lão hủ hôm nay phụng bồi tới cùng. Tân Trạch đứng lên, trong tay có một khối ngọc ánh sáng sáng ngời như long nhãn, nó bắn ra từng đạo hào quang lơ lửng giữa không trung không tiêu tán, cẩn thận quan sát ánh sáng tràn ngập màu sắc, dĩ nhiên là một cái ngọc bội. Tân Trạch vẻ mặt đắc ý nói. Khối này chính là Thái Hư Âm Dương Ngọc, phẩm chất thất giai, đối với thuật luyện sư khi luyện chế có tác dụng tăng phúc rất lớn. Chính là bảo bối bất thế, căn bản không có khả năng mua được. Khối ngọc bội này lơ lửng trên không trung, mọi người cảm nhận được khí tức tẩm bổ của nó thì đầy hâm mộ. Hai gã thuật luyện sư khác cũng trầm tư, phân biệt lấy ra một tiểu hộp cùng một mặt cờ xí. Mặt cờ xí tổn hại không chịu nổi, lại được bảo hộ cẩn thận từng chút. Tên thuật luyện sư kia lúc lấy ra cũng do dự, cuối cùng cũng tự tin thuật luyện chi đạo của mình rất chắc chắn, nhẹ nhẹ đặt nó gần Thái Hư Âm Dương Ngọc. Sắc mặt Bách Lý Công Cẩn biến hóa, khẽ cười nói. Lữ đại sư ngay cả kiện bảo bối này cũng lấy ra, xem ra chắc chắn không nghi ngờ. Thuật luyện sư này chính là Lữ Hạo Sơ mỉm cười, lạnh nhạt nói. Tuy Thiên La Diễm Hỏa Chiến Kỳ vô cùng trân quý, nhưng mà nó không được đầy đủ. Hơn nữa ta tìm hiểu nhiều năm như vậy cũng không thu hoạch được gì, giữ lại cũng là gân gà, không bằng lấy ra đánh cược. Thời điểm cờ xí này xuất hiện, đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, hiện ra thần sắc khiếp sợ và kinh ngạc, tinh tế nhìn qua đường vân và tinh quang hiện ra. Đoạn Việt hai hàng lông mày nhíu lại, đồ vật có thể làm Lý Vân Tiêu biến sắc không nhiều, xem ra cờ xí này rất bất phàm. Tên thuật luyện sư khác là Cát Hướng Tiền cười nói. Chiến kỳ này cũng chỉ mang ra trưng bày mà thôi, đợi lát nữa vẫn vật quy nguyên chủ. Hắn khinh miệt nhìn Lý Vân Tiêu, lấy ra một vật trong suốt, giống như mộc không phải mộc, nhẹ nhẹ đặt lên bàn, cười nói. Hai người các ngươi đều lấy bảo bối ẩn giấu ra, ta cũng không có biện pháp. Trong mắt Nguyên Hạo tinh mang lập lòe, nhìn chằm chằm vào vật trong suốt kia rồi nuốt nước bọt, gian nan nói. Cát đại sư, Tử Vân Ngô Công song xí của ngươi có bản hay không? Cát Hướng Tiền nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của mọi người thì cười ha hả, nói. Ha ha, Nguyên đại sư, đây chính là cắt tim gan của ta rồi. Thứ này giá trị ngươi cũng biết, đối với võ giả mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với thuật luyện sư chúng ta lại thập phần chân quý. Cũng có thể so sánh với Thái Hư Âm Dương Ngọc và Thiên La Diễm Hỏa Chiến Kỳ. Hắn lại dương dương đắc ý nhìn qua Lý Vân Tiêu, khẽ nói. Không biết Vân Tiêu đại sư. Có bảo bối gì tốt lấy ra đánh cược? Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Chư vị xuất ra bảo bối cũng không tệ, nhưng ta chỉ muốn nguyên thạch. Thiên La Diễm Hỏa Chiến Kỳ có thể làm đặt cược, hai vị còn lại nên dùng nguyên thạch a. Mặt chiến kỳ này ta cho nó ra giá 5.000 vạn trung phẩm nguyên thạch, các ngươi một người dùng 5.000 vạn trung phẩm nguyên thạch làm giá. Ta ra 1.500.000 vạn trung phẩm nguyên thạch cược với các ngươi. Chi? Mấy người ở đây đều chấn động. Hít một hơi lạnh, 5.000 vạn trung phẩm nguyên thạch, đối với bọn họ mà nói cũng không phải số lượng nhỏ, hơn nữa phần lớn là có bảo bối trên người, bọn họ đều là thuật luyện sư, làm gì có dự trữ nguyên thạch khổng lồ như thế. Cát Hướng Tiền vẻ mặt khinh thường hừ lạnh nói. Ta nói Vân Tiêu đại sư, người cố ý làm khó chúng ta. Ba người chúng ta xuất ra bảo bối, đều là thứ có tiền không mua được, người tùy tiện cầm lấy một món mang đi đấu giá. Bán 5.000 vạn trung phẩm nguyên thạch căn bản không phải vấn đề. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta biết rõ cầm 5.000 vạn nguyên thạch có chút khó khăn. Hắn quay đầu nhìn Nguyên Hạo nói ra. Nguyên đại sư, đối với Tử Vân Ngô Công song xí, người nguyện ra bao nhiêu tiền mua sắm? Hắn cũng nhìn ra Nguyên Hạo khát vọng cặp cánh này. Cát Hướng Tiền biến sắc, tức giận nói. Ai nói ta muốn bán? Lý Vân Tiêu không để ý tới. Tiếp tục nhìn chằm chằm vào Nguyên Hạo. Nguyên Hạo nhíu mày ngẫm lại, nói. Đối với Tử Vân Ngô Công song xí này, ta thấy nó là tài liệu yêu thú ngũ giai hoàn mỹ. Chắc hẳn Vân Thiếu cũng biết, thuật luyện sư chúng ta một lòng hướng đạo, tu tập võ đạo cũng chỉ cường thân kiện thể, gia tăng nguyên khí. Cho nên rất ít có thể có bước vào vũ tông. Cho nên rất nhiều thuật luyện sư thông qua cánh yêu thú luyện chế thành huyền khí,
do đó thực hiện lăng không hoành độ, ngao du trời cao. Hai cánh yêu thú có giá bán trên thị trường cực cao. Không sai. Bách Lý Công Cẩn mỉm cười nói. Có một lần Vạn Bảo Lâu tổ chức hỏa ô đấu giá hội, một đôi cánh ma nhục điểu tam giai đều đập giá 500 vạn trung phẩm nguyên thạch, đối với đôi cánh Tử Vân Ngô Công không tỷ vết này, giá cả khó có thể đánh giá. Nguyên Hạo trầm tư một lát, nói. Nếu như một cặp cánh giống như đúc, đừng nói 5.000 vạn, cho dù là 6.000 vạn nguyên thạch ta cũng mua. Lý Vân Tiêu híp mắt cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Cát Hướng Tiền nói. Hai cánh này của ngươi có thể lấy ra làm vật đặt cược. Sắc mặt mọi người hơi đổi, Cát Hướng Tiền càng tức tới mức sắc mặt tái nhợt, đây chính là miệt thị trần trụi. Hắn cảm thấy Vân Tiêu xem hai cánh này đã là vật của hắn. Nguyên Hạo thì ánh mắt bắn ra hào quang, lộ ra thần sắc khát vọng. Nhưng lập tức ảm đạm xuống, khẽ cười khổ không thôi. Hắn biết rõ dùng sức một mình Lý Vân Tiêu sức căn bản không có khả năng thắng ba tứ giai thuật luyện sư. Lữ Hạo Sơ lãnh đạm nói. Vân Tiêu đại sư khẩu khí thật lớn. Ngươi cầm một ức 5.000 vạn nguyên thạch đánh cược với chúng ta, nguyên thạch đâu? Không thể nào tay không bắt sói à? Lý Vân Tiêu cười nói. Nhiều nguyên thạch như thế ta không có, nhưng rất nhanh sẽ có người đưa tới cho ta. Ba người biến sắc, Cát Hướng Tiền tức giận nói. Thì ra ngươi đang đùa nghịch chúng ta. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói. An tâm một chút chớ vội, người nọ ta đoán sắp tới rồi. Tân Trạch lạnh lùng mỉa mai nói. Ý của ngươi là có người sẽ đưa một ức 5.000 vạn nguyên thạch cho ngươi. Thử hỏi có đầu heo nào ngu xuẩn bị ngươi lừa gạt sao? Ngoài cửa đột nhiên có tiếng thở dài, cười khổ nói. Trạch đệ, ngươi nói đầu heo kia chính là ta. Tân Trạch chấn động, vội vàng quay người lại. Bách Lý Công Cẩn khẽ nhíu mày, nhẹ vung tay lên, một đạo linh quyết đánh ra, cánh cửa từ từ mở ra. Tân Bì vẻ mặt cười khổ đứng ở ngoài cửa, bất đắc dĩ nói. Ta vừa tới, chỉ nghe thấy có người mắng ta là đầu heo. Tân Trạch khó nói, nói quanh co. Tam ca, người ta. Tân Bì vươn tay ra, ngắt lời nói. Không có việc gì, ta tới đưa nguyên thạch cho Vân Thiếu. Tổng cộng một ức 6.000 vạn khối trung phẩm nguyên thạch. Vân Thiếu ngươi kiểm kê đi. Hắn ném ra một túi chữ vật cho Lý Vân Tiêu. Vài tên thuật luyện sư đều khiếp sợ há to mồm, Tân Trạch càng giật mình khó hiểu, nói. Tam ca, đây là vì sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Bị đại nhân cho, cứ lấy mà dùng thôi. Hắn quay người nhìn qua ba gã thuật luyện sư nói. Hiện tại thẻ đánh bạc của ta đã tới. Thiên La Diễm Hỏa Chiến Kỳ cùng Tử Vân Ngô Công song xí có thể áp. Lữ đại sư, bảo vật của ngươi có đổi thành nguyên thạch hay không? Sức mặt Lữ Hạo Sơ ẩn ẩn tức giận, ngưng giọng nói. Dường như Vân Tiêu đại sư không hiểu rõ tác dụng của Thái Hư Âm Dương Ngọc A, bảo ngọc này mang theo trên người có thể trực tiếp tăng hồn lực cho thuật luyện sư, chấn định tâm thần chuyên chú, đây là bảo vật khó lường. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Ngươi nói những chuyện này ta biết, vẫn nên đổi thành nguyên thạch đi. Lữ Hạo Sơ giận dữ, quát. Ngươi, Thái Hư Âm Dương Ngọc của ta tùy tiện đấu giá cũng hơn số này. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nói. Ngươi làm sao không nghe rõ chứ? Ta chỉ muốn nguyên thạch, hiểu chưa? Bách Lý Công Cẩn đột nhiên mở miệng nói. Như vậy đi, nếu Vân Tiêu đại sư có thể may mắn chiến thắng, khối Thái Hư Âm Dương Ngọc ta ra 5.000 vạn trung phẩm nguyên thạch mua xuống. Không biết Vân Tiêu đại sư thỏa mãn hay không? Lý Vân Tiêu cười nói. Có nguyên thạch, ta xem như thỏa mãn. Hắn lúc này mới thảnh thơi đứng dậy, nhìn sắc mặt kinh ngạc của Tân Bì nói. Chờ một chén trà nhỏ nữa. Sau khi tỉ thí chấm dứt, Tân Bì liền tìm Chu gia muốn nguyên thạch, chính là một ức nguyên thạch, đến tìm Lý Vân Tiêu chính là có chuyện cần thương lượng. Nghe được thám tử hồi báo Lý Vân Tiêu đang ở thuật luyện sư công hội, vì vậy liền trực tiếp chạy tới, không thể ngờ lại gặp cuộc tỉ thí này. Một hồi tỉ thí thiếu căn cứ, càng thêm khó tin tiến hành. Mặc dù cuộc tỉ thí này không bằng cuộc chiến với Chu Ngọc Sơn kinh hãi toàn thành, nhưng ở trong miệng tứ giai thuật luyện sư 15 tuổi cũng đã bất thường rồi. Tân Bì nhìn qua Lý Vân Tiêu thần thái tùy ý, nội tâm cực kỳ chấn động, một cảm xúc không thể tin được hiện ra trong lòng của hắn, chẳng lẽ hắn nắm chắc như thế? Dùng một trận chiến bại ba tứ giai thuật luyện sư thành danh lâu năm. Kết luận này hắn không thể tin được, nhưng ở sâu trong nội tâm lại từ từ tin tưởng. Hắn yên lặng đứng ở một bên,
lẳng lặng nhìn qua. Ha ha, thời gian chén trà nhỏ. Chẳng lẽ Vân Tiêu đại sư đang cố ý kéo dài thời gian? Lữ Hạo Sơ cười ha hả. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nhìn hắn, cũng tùy tiện khẽ cười nói. Chỉ mong lát nữa ngươi còn có thể cười được. Lữ Hạo Sơ cảm nhận được khí tức lăng lệ trên người của hắn, lập tức trong nội tâm cả kinh, trên mặt biến sắc. Loại khí chất phong đạm vân khinh này không thể giả ra, mà là đã tính trước, tin tưởng gấp trăm lần mới có thể tự nhiên mà sinh. Lữ Hạo Sơ có chút không dám tin, chẳng lẽ người này ngu ngốc tới như thế, thực tự nhận có thể thắng chắc ba người bọn họ. Tân Trạch mặt âm trầm, nói. Tỷ thí thế nào, luyện đan, luyện khí, chiết xuất, ngưng trận, hay là phân giải tài liệu? Ngươi chọn đi. Lý Vân Tiêu cười nói. Không cần phiền toái như thế, không bằng ngưng luyện nguyên thạch đi, ta gần đây đặc biệt ưa thích nguyên thạch. Hắn nói ra lời này làm tất cả thuật luyện sư ở đây biến sắc. Ngưng luyện nguyên thạch cũng không khó, kỳ thật chính là chiết xuất nguyên thạch. Thông qua trận pháp cùng hồn lực phân giải tạp chất trong nguyên thạch ra, ngưng luyện ra là nguyên khí tinh thuần ở trạng thái cố định. Bất luận một gã thuật luyện sư nào cũng có thể làm, nhưng đây cũng là một loại tỉ thí khảo nghiệm thực lực, không thể có nửa điểm hư giả cùng mưu lợi. Trực tiếp khảo nghiệm thuật luyện sư phân giải tài liệu, khống chế nguyên khí sói mòn cũng liên quan tới hồn lực mạnh yếu. Vì đạt mục đích công bằng, bất luận kẻ nào cũng không được sử dụng trận pháp, đơn thuần dùng hồn lực ngưng luyện. Lý Vân Tiêu trong mắt vui vẻ một chút, nhìn qua mấy người, nói. Không biết ba vị định như thế nào. Trong nội tâm ba người chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lý Vân Tiêu. Bọn họ đều cho rằng Lý Vân Tiêu tất nhiên sẽ đầu cơ trục lợi, đặc biệt là thời điểm nghe ngưng luyện nguyên thạch thì nhao nhao suy đoán hắn có trận khí cường đại phụ trợ. Bây giờ lại đưa ra dùng hồn lực ngưng luyện nguyên thạch, đây chính là so đấu thực lực hàng thật giá thật, không có nửa phần may mắn. Mà một ước 5.000 vạn trung phẩm nguyên thạch đặt trước mặt ba người, làm cho bọn họ có ảo giác không nói đùa. Ha ha, thật có hào khí. Lữ Hạo Sơ rốt cục nhịn không được trầm giọng nói. Đã như vậy, kính xin Bách Lý đại nhân làm chứng, hơn nữa cung cấp 4 khối nguyên thạch phẩm chất giống nhau. Bách Lý Công Cần nhẹ nhàng gật gật đầu, cuộc tỉ thí này hắn cũng vô cùng hiếu kỳ và chờ mong, một khối nguyên thạch nguyên liệu thô ráp hiện ra trong tay của hắn. Hắn đảo tay và hào quang sáng ngời, lập tức phân thành 4 khối nguyên liệu lớn nhỏ như nhau, bày ra trên mặt bàn. Vì đạt mục đích công bằng, ta dùng một khối nguyên liệu cắt thành 4 phần, độ tinh khiết cùng lớn nhỏ bình quân như nhau, chư vị kiểm nghiệm một chút. Tân Trạch nhàn nhạt nói ra. Bách Lý đại nhân cung cấp nguyên liệu, tự nhiên không cần kiểm nghiệm. Hai người khác cũng khẽ gật đầu tán thành. Lý Vân Tiêu ngón trỏ tại trên mặt bàn nhẹ nhàng một gõ, kinh ngạc nói. 4 khối. Bách Lý Công Cần nói. Như thế nào, Vân Tiêu đại sư cảm thấy có gì không ổn. Lý Vân Tiêu cầm lấy một khối nguyên thạch trong đó, áng chừng trong tay, lập tức dùng sức sờ, lập tức hóa thành bột phấn. Đồng tử mấy người co rút lại, sắc mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Bách Lý Công Cần trầm giọng nói. Vân Tiêu đại sư cảm thấy ta cung cấp nguyên thạch có vấn đề hay sao? Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vỗ mặt bàn. Lập tức lại có một khối nguyên thạch chấn bay lên, nó nổ tung trên không trung, từng làn linh khí tiêu tán trong hư không. Hắn cười nhạt một tiếng nói. Nếu như ta so đấu với ba người bọn họ, tự nhiên là 2 khối nguyên thạch. Cái gì? Tất cả mọi người cả kinh, kinh hãi nhìn qua 2 khối nguyên thạch nguyên liệu trên mặt bàn, cả kinh hít khí lạnh. Nguyên Hạo lau mồ hôi lạnh, nói. Ý của Vân Tiêu đại sư ngươi chính là ba người bọn họ cùng ngưng luyện một khối nguyên thạch. Mà ngươi ngưng luyện một khối nguyên thạch sao? Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói ra. Tự nhiên, nếu không ta cần gì bảo bọn họ cùng tiến lên chứ? Phanh! Tân Trạch giận tím mặt, dường như bị vũ nhục to lớn, tức giận nói. Lý Vân Tiêu, ngươi khinh người quá đáng. Hai người khác cũng tức sủi bọt mép, thân là tứ giai thuật luyện sư bọn họ gần đây cao cao tại thượng, chưa từng bị vũ nhục và khinh thị như thế. Đoạn Việt cũng đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Thầm mắng tiểu tử này quá không biết tiến thoái, đánh bạc một ước 5.000 vạn nguyên thạch cũng thôi đi, cũng không phải là tiểu hài tử gì đó, vậy mà hắn còn muốn gia tăng độ khó, chẳng lẽ hắn bị té giếng? Chỉ có Tân Bì cười to nói. Vân Thiểu quả nhiên hào hùng, đàn ông chúng ta phải như thế. Bách Lý Công Cần nhìn qua Tân Bì, ung dung nói. Bì đại nhân không hiểu cái gì là ngưng luyện nguyên thạch, nếu như luyện đồ vật khác,
mặc dù Tân Trạch đại sư ba người liên thủ cũng không có khả năng ngưng luyện ra vật phẩm ngũ giai. Nhưng ngưng luyện nguyên thạch thì khác, cơ hồ hồn lực và lĩnh ngộ của ba người hoàn toàn điệp cộng lại, đủ để chống lại ngũ giai thuật luyện sư bình thường đấy. Lúc này sắc mặt Tân Bì đại biến, không thể tin nhìn qua Lý Vân Tiêu, không biết hắn rốt cuộc vì sao tự tin như thế. Lý Vân Tiêu mỉm cười, hắn nhìn qua mặt bàn, khối nguyên thạch nguyên liệu lơ lửng trên không trung, ngón trỏ của hắn điểm nhẹ, lập tức một đạo kim quang bắn ra bao vây khối nguyên thạch, nó không ngừng xoay tròn trên không trung. Rong dài cái rắm, dám chiến thì tới. Hắn biến sắc, lập tức không cho mọi người hoài nghi và chất vấn, một đạo hồn lực từ mi tâm bắn ra ngoài, không ngừng rót vào trong nguyên thạch nguyên liệu, bắt đầu phân giải tạp chất. Sắc mặt Tân Trạch ba người tái nhợt, vẫn tức giận trùng thiên, bộ ngực phập phồng bất định, đứng ở đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, không có người nào hành động. Đối với bọn họ mà nói, loại tỉ thí này là vũ nhục lớn nhất. Lý Vân Tiêu rất nhanh đắm chìm trong ngưng luyện, tâm thần chuyên chú, không còn phân tâm. Đó là cảnh giới tâm linh và nhục thể trống vắng, cả thế giới cũng chỉ còn lại một khối nguyên thạch kia, còn có thân thể dung nhập vào thế giới, những thứ này hiện ra trên người của hắn. Đây là một loại hưởng thụ cực cao, Lý Vân Tiêu rất say mê đắm chìm trong cảm giác này. Không biết bao nhiêu năm rồi, loại mỹ diệu hành vân lưu thủy của cảnh giới này lại hiện ra trên người của hắn. Tinh quang trong mắt Bách Lý Công bắn ra ngoài, hai tay không tự giác siết chặt. Trong những người ở đây, tu vị thuật đạo của hắn là cao nhất, liếc cái đã nhận ra Lý Vân Tiêu hiện nay đang tiến vào cảnh giới này, lập tức giật mình không thôi, trong khi tu luyện, cho dù võ đạo hay là thuật đạo đều cực kỳ tôn sùng cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Loại cảnh giới này thường thường có thể ngộ nhưng không thể cầu, cần vận khí nhất định, hoàn toàn không quan hệ tu vị cao thấp. Đột nhiên trong lòng Bách Lý Công Cẩn sinh ra ý niệm này, hắn thật sự thắng khi lấy một địch ba. Dần dần Nguyên Hạo cùng Tân Trạch bốn người đồng tử co rút lại, khiếp sợ nhìn qua Lý Vân Tiêu, trong mắt sáng lên. Tuy Tân Bì cùng Đoạn Việt xem không hiểu thuật luyện chi đạo, khí chất tông sư và nhất cử nhất động trên người Lý Vân Tiêu vô cùng tiếp cận tự nhiên đại đạo thiên nhân hợp nhất, không mưu mà hợp với lĩnh ngộ võ đạo của bọn họ. Bọn họ giật mình nhìn qua động tác tự nhiên tiêu sái kia, dường như cảnh giới của bọn họ đột nhiên tăng lên. Tân Trạch nhịn không được nói ra. Thật sự là thiên nhân hợp nhất, hắn làm sao được? Lữ Hạo Sơ nuốt nước miếng, nói. Tiểu tử này vận khí thật tốt. Vận khí sao? Cát Hướng Tiền đưa mắt nhìn qua khối nguyên thạch nguyên liệu trên mặt bàn, máu trong người hắn lúc này đã nóng lên, năm ngón tay của hắn bóp chặt, cuối cùng nhất hắn vẫn nhịn xuống. Nếu động thủ, mặc dù chiến thắng thì hắn cũng làm trò cười cho người trong nghề. Làm. Đột nhiên Lý Vân Tiêu quát một tiếng, tinh quang trong mắt lập lòe, một linh quyết thi triển ra, dùng động tác kỳ dị vung vẩy trước khối nguyên thạch, hắn giống như nổi điên, không chỉ có điên, hơn nữa còn khó coi tới cực điểm, lập tức đánh vỡ toàn bộ mỹ cảm thiên nhân hợp nhất. Đồng tử Bách Lý Công Cẩn chấn động, sợ hãi nói. Đây là trụ cột luyện chế thủ pháp, phi hoa lạc tuyết thập nhị thức. Nguyên Hạo ánh mắt ngưng trọng, khó có thể tin nói. 60 năm trước trụ cột luyện chế thủ pháp chỉ có 36 thức, chính là thủ pháp nhập môn của thuật luyện sư. Nhưng mà Cổ Phi Dương đại nhân lại bằng vào thiên phú siêu quần khoáng thế thiên cổ, sáng tạo ra 12 thủ thức nữa, thuật luyện sư của thuật luyện sư công hội phân thành hai phái thảo luận suốt 20 năm mới chính thức xác nhận xuống, mang trụ cột luyện chế gia tăng thành 48 thức. Đoạn Việt nhịn không được cau mày nói. Động tác khó như thế, vì sao lại lấy cái tên phi hoa lạc tuyết êm tai như vậy? Nguyên Hạo khẽ giật mình, lắc đầu nói. Đây là Cổ Phi Dương đại nhân lấy, chúng ta không quan trọng cái tên thế nào. Bách Lý Công Cần mỉm cười, khẽ cười nói. Chuyện này ta có nghe Dương Địch đại nhân nói qua, năm đó Cổ Phi Dương đại nhân sáng chế 12 thức thủ pháp luyện chế trụ cột này cũng ngại động tác quá xấu, suy nghĩ mấy tháng cũng không cách này cải tiến được. Lúc này mới buông tha ý niệm thay đổi động tác yêu nhã hơn, cuối cùng thở dài nói, ngày thường xấu, đừng trách ta. Cho ngươi cái tên thật êm tai xem như đền bù tổn thất. Móc lửng. Đoạn Việt. Nội tâm của hắn nhịn không được mắng, Cổ Phi Dương này vì sao lại vô nghĩa giống Lý Vân Tiêu vậy? Bách Lý Công Cần tiếp tục nói. Phi hoa lạc tuyết thập nhị thức cũng không phải thuật luyện sư bình thường có thể nắm giữ cùng lý giải. Chỉ có tồn tại tứ giai mới có thể nhìn thấu huyền bí trong đó. Nhưng cũng khó có thể phát huy ra uy lực của nó, ta nhìn Lý Vân Tiêu chìm đắm trong 12 thức này ít nhất cũng có vài chục năm a.
Hắn vừa nói ra lời này thì lập tức nhíu mày, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, những người còn lại vẻ mặt cổ quái. Nguyên Hạo cười khổ nói. Xem thủ pháp của hắn thuần thục như vậy, ý cảnh phi hoa lạc tuyết không có vài chục năm khổ tu là không cách nào làm được. Nhưng mà, hắn đột nhiên có cảm giác lực bất tòng tâm, khổ sở nói. Hắn mới 15 tuổi a hát, hơn nữa mấy tháng trước cũng mới là tam giai thôi. Phanh, rốt cuộc Cát Hướng Tiền không nhịn được vỗ bàn một cái, khối nguyên thạch nguyên liệu rốt cục bay lên, hắn một tay dùng nguyên lực bao phủ khối nguyên thạch nguyên liệu đã bị lực kéo làm quay vòng. Dưới ý cảnh phi hoa lạc tuyết thập nhị thức của Lý Vân Tiêu, hắn rốt cục không ức chế được chiến ý, lập tức ra tay. Hồn lực bành trướng bạo phát trên người Cát Hướng Tiền, giống như núi lửa bộc phát, phun trào xuất kỳ bất ý, uy thế kinh thiên. Giờ phút này hắn không dám có ý khinh thường nào nữa, Lý Vân Tiêu cho tới bây giờ bày ra thực lực không dưới hắn. Đặc biệt là loại ý cảnh cảm ngộ cùng thủ pháp thiên truy bách luyện càng làm hắn có cảm giác theo không kịp. Vì tôn nghiêm mà chiến. Bách Lý Công Cẩn cũng bị xúc động, nội tâm thở dài một hơi, cuối cùng vẫn ra tay. Ánh mắt của hắn nhìn qua Tân Trạch cùng Lữ Hạo Sơ. Hai người nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, không còn khinh thị và tức giận nữa, có chỉ là vô cùng ngưng trọng và khiếp sợ. Phi hoa lạc tuyết thập nhị thức, ta cũng biết. Cát Hướng Tiền hét lớn một tiếng, thân thể cũng biến hóa kịch liệt, bắt đầu dùng thủ pháp giống như đúc Lý Vân Tiêu, không ngừng đánh linh quyết vào trong khối nguyên thạch nguyên liệu. Mọi người khẽ chau mày, tuy hai người thủ pháp giống nhau như đúc, nhưng cho người ta cảm giác thị giác khác biệt như ngày và đêm. Giống như một lão sư diễn luyện và một đồ đệ ngây ngốc bắt trước, thấy thế nào cũng chẳng ra cái gì cả. Ngay cả Tân Bì cùng Đoạn Việt là thường dân cũng nhìn ra chênh lệch giữa hai người. Nguyên Hạo hơi hơi thở dài một hơi, chỉ xem bộ động tác này, Cát Hướng Tiền đã thua một nửa rồi. Phi hoa lạc tuyết thập nhị thức chính là thủ pháp bắt buộc của tứ giai thuật luyện sư. Mấy người bọn họ cũng từng thảo luận và học tập qua. Bình thường nhìn nhau thi triển cũng có chuyện như vậy, không biết là có cái gì. Nhưng hiện tại so với Lý Vân Tiêu thì thấy thế nào cũng giống bắt trước bừa bãi, không chỉ khó coi, cơ hồ là buồn nôn. Nguyên thạch trước người Lý Vân Tiêu không ngừng nhỏ lại, rất nhiều tạp chất màu xám bị thủ pháp loại bỏ mất, lưu lại hòn đá với nguyên khí ngưng tụ, màu sắc bắt đầu dần dần trở nên thuần trắng. Hạ phẩm nguyên thạch. Hào quang trong mắt Đoạn Việt chớp động, nhịn không được nói ra. Hắn lần đầu tiên xem thuật luyện sư ngưng luyện nguyên thạch, kích động hiếm thấy. Hắn càng xem càng nhiệt tình khi thấy nguyên thạch của Lý Vân Tiêu còn tinh khiết hơn của Cát Hướng Tiền, đối với tiền đặt cược càng mỏi mắt chờ mong. Mà đám người Bách Lý Công Cẩn cũng nhìn thấy quá trình, mỗi động tác của Lý Vân Tiêu đều hiện ra trong mắt bọn họ, lưu lại rung động thật sâu trong đáy lòng. Mỗi một chi tiết có thể nói cực kỳ hoàn mỹ. Tuyệt đối có thể so sánh với sách giáo khoa cô đọng ra. Sắc mặt Cát Hướng Tiền kịch biến, hắn cũng phát hiện chênh lệch giữa thủ pháp của hai người, khẽ quát một tiếng, hồn lực mạnh mẽ không ngừng bắn ra áp vào khối nguyên thạch nguyên liệu. Kỹ thuật thủ pháp chưa đủ, hắn phải dựa vào hồn lực tu bổ, tứ giai thuật luyện sư dùng hồn lực bành trướng ngăn cản xu thế chênh lệch, không ngừng cưỡng ép hiếp đè ép tạp chất trong nguyên thạch ra ngoài, rất nhanh nguyên liệu cũng chạm rãi hóa thành màu thuần trắng. Bách Lý đại sư, hai người này ai mạnh ai yếu? Tân Bì nhìn qua một hồi, nhưng hắn xem không hiểu môn đạo, đành phải hậm hực hỏi thăm. Sắc mặt Bách Lý Công Cẩn ngưng trọng, nói. Vân Tiêu đại sư kỹ pháp thập phần cường đại, nhưng phi hoa lạc tuyết thập nhị thức cần thể lực cường đại trèo trống. Mà các đại sư hồn lực cực kỳ phong phú, như vậy lại khó có thể lâu dài. Hai người ai cũng có sở trường riêng, trong lúc nhất thời không nhìn ra mánh khóe, phải xem ai kiên trì lâu hơn. Tân Trạch cùng Lữ Hạo Sơ sắc mặt biến hóa, Lý Vân Tiêu mang thể thuật mạnh mẽ toàn thành đều biết. Loại thủ pháp phi hoa lạc tuyết thập nhị thức đối với bọn họ mà nói tiêu hao thể lực thật lớn, nhưng đối với Lý Vân Tiêu chỉ thường thôi, từ bộ dáng phong đạm vân khinh của hắn có thể nhìn ra được, tiếp tục như thế Cát Hướng Tiền cực kỳ không ổn. Đoạn Việt cũng xoa bóp lòng bàn tay, phát hiện tất cả đều là mồ hôi. Một ức 5.000 vạn nguyên thạch đặt cược quá mức dọa người. Hắn thân là tam tinh vũ hoàng cũng cảm thấy nội tâm nhút nhát. Khối nguyên thạch nguyên liệu bị hồn lực khổng lồ của Cát Hướng Tiền áp chế cũng nhanh chóng chóc ra một tầng tạp chất, bước vào hạ phẩm nguyên thạch, nhưng trên trán của hắn toát mồ hôi lạnh, cảm thấy có chút chống đỡ hết nổi. Hắn vụng trộm nhìn Lý Vân Tiêu, phát hiện đối phương vẫn là không nhanh không chậm, bộ dáng du du nhiên nhiên lập tức làm nội tâm chấn động, mạnh mẽ khẽ cắn môi, tiếp tục áp chế. Dưới hồn lực cuồn cuộn của hắn,
độ tinh khiết của nguyên thạch cơ hồ sắp đuổi kịp Lý Vân Tiêu. Nhưng Tân Trạch cùng Lữ Hạo Sơ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trung phẩm, Cát Hướng Tiền quát to, dùng hết khí lực trùng kích xuống. Hạ phẩm nguyên thạch dưới lực lượng bàng bạc này suýt tán loạn, tràn ra rất nhiều bột phấn nguyên khí, cả hòn đá thu nhỏ lại một vòng, nhưng lại trở nên vô cùng trắng nõn, tràn ngập linh khí, bị hắn cường ngạnh bức lên trình độ trung phẩm. Một tia máu tươi chảy ra từ khóe miệng của hắn, Cát Hướng Tiền cũng không có bởi vì tăng lên trung phẩm mà có chút vui vẻ nào, mà là vẻ mặt đắng chát nhìn qua khối nguyên thạch của Lý Vân Tiêu. Dưới phi hoa lạc tuyết thập nhị thức tinh điêu tế trác, nó từ từ ngưng luyện tới mức trung phẩm, từ sắc mặt nhìn ra Lý Vân Tiêu cũng không thoải mái. Nhưng này dưới thủ pháp tinh thế, cả khối nguyên thạch không bị tổn thương, linh khí bảo tồn cực kỳ hoàn hảo vi diệu, không giống hắn cường lực trấn áp nên trôi qua không ít nguyên khí. Mấu chốt nhất là, bộ dáng Lý Vân Tiêu từ đầu tới cuối liên tục không dứt, vĩnh viễn không dừng lại, mà hắn đã tới mức dầu cạn đèn tắt. Trong nội tâm mọi người cực kỳ chấn động, Lữ Hạo Sơ đã ở nhìn không được sắc mặt đỏ bừng, tuy hắn đi lên thì quá mức mất mặt, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn đè ép lại. Nếu hắn không ra tay thì chắc chắn sẽ thua. Cát đại sư, ngươi lui ra, ta đến. Lữ Hạo Sơ bất chấp mặt mũi, một tay đánh ra, hồn lực bàng bạc lập tức nâng nguyên thạch lên. Cho dù rót nguyên khí vào nên hào quang phóng đại, tiếp tục xoay tròn. Vẻ mặt Cát Hướng Tiền đau khổ, hắn lui lại vài bước và đặt mông ngồi xuống, vội vàng ngồi xuống điều tức. Loại so đấu hồn lực thuần túy này hao tổn lớn nhất, nhưng mà không có nửa điểm hư giả. Nguyên Hạo mở to mắt, ngây ngốc thì thào lẩm bẩm. Thì ra hắn muốn lấy một địch ba cũng là thật. Trên mặt Lữ Hạo Sơ mang theo thần sắc xấu hổ, nhưng rất nhanh đã dứt bỏ tạp niệm. Toàn tâm vùi đầu vào cô đọng. Nguyên thạch tiến vào trung phẩm thì tạp chất cơ hồ không tồn tại, kế tiếp chính là không ngừng áp xúc tinh nguyên, khi đó sẽ tăng đẳng cấp nguyên thạch lên. Trong đó mấu chốt nhất chính là bảo vệ tinh nguyên, không cho linh khí tán loạn. Hắn nhẹ nhàng mở hai tay ra, ảo ảnh xuất hiện liên tục, cho người ta cảm giác như mộng như ảo, cực kỳ xinh đẹp. Bách Lý Công Cần lúc này mỉm cười, khen. Bộ thủ pháp bát kỳ luyện tâm quyết đặc biệt, uy lực cực lớn. Chính là thủ pháp luyện thạch tốt nhất. Lữ đại sư càng chìm đắm trong đó hơn 10 năm, thi triển ra như hành vân lưu thủy, tùy tâm sở dục. Mặc dù là ta ở bộ thủ pháp này cũng lĩnh ngộ không bằng. Trên mặt Đoạn Việt đầy vẻ lo lắng, tuy hắn biết rõ Lý Vân Tiêu thuật luyện chi thuật rất mạnh, nhưng mà tuyệt đối thật không ngờ lại cường đại như vậy, có thể liên chiến hai tứ giai thuật luyện sư. Nhưng dù sao cực hạn là tuổi của hắn, cho dù là yêu nghiệt thì hắn cũng chỉ 15 tuổi mà thôi. Mà đổi thành ba người cộng lại cũng hơn 200 tuổi. Chênh lệch thời gian cực lớn, há có thể dùng thiên phú đền bù. Huống hồ có thể tiến giai đến tứ giai thuật luyện sư, có người nào không có thiên phú cực cao. Cũng tiến giai trung phẩm. Nguyên Hạo kinh hô lên, ánh mắt mọi người tập trung vào Lý Vân Tiêu, nhìn vào khối nguyên thạch của hắn, tẩy đi bụi bậm trở nên thuần trắng, chính là trung phẩm nguyên thạch không nghi ngờ. Bách Lý Công Cần kinh ngạc tán thưởng không thôi, nói. Thật sự là quỷ phủ thần công, trong cả quá trình ta không cảm nhận được một chút nguyên khí sói mòn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được. Nhưng mà kế tiếp hắn dùng tua pháp nào? Đến trung phẩm thì dùng 12 thức trụ cột sợ rằng không thể tăng phẩm chất nguyên thạch. Cái này, đây là... Lý Vân Tiêu thở sâu, hắn biến đổi tư thế cổ quái, hai tay thi triển bộ ấn quyết phức tạp, trong đó truyền ra tần suất chấn động dường như đang tìm kiếm cửa vào không gian, muốn lần nữa dung hợp thiên địa. Bước vào cảnh giới tự nhiên. Đây là thủ pháp gì? Vậy mà truyền ra khí thế chấn động hào hùng như vậy, cổ ba động này vì sao có tần suất nhanh như thế? Nguyên Hạo chấn động, trong mắt mở to ra, Lý Vân Tiêu thi triển bộ thủ pháp này hắn không hiểu rõ. Chỉ có cảm giác rầm rộ, ngay tiếp theo đó không gian cũng đứng yên, dường như muốn dung nhập vào trong linh quyết của hắn. Lực lĩnh ngộ cực cao. Đồng tử Tân Bì hơi co lại, tuy hắn không hiểu thuật đạo. Nhưng bộ thủ pháp này vừa ra giống như dung nhập vào thiên địa, mà dùng lĩnh ngộ của hắn đi cảm thụ chỉ sợ còn cao hơn Lữ Hạo Sơ không chỉ một cấp bậc. Vạn pháp quy nhất, cho dù là võ đạo hay thuật đạo, cuối cùng trăm sông đổ về một biển, không có cái nào không thể hóa thành thiên địa, vũ cực hạn, trụ cực kỳ. Đoạn Việt cũng nhìn ngây ngốc, loại lĩnh ngộ dung nhập không gian như hóa thành thực chất làm cho nội tâm của hắn có chút xúc động, trong mơ hồ cảnh giới của hắn dường như được đề cao. Tân Bì dường như cảm nhận được biến hóa trên người Đoạn Việt, hơi khẽ chấn động, lộ ra vẻ hâm mộ.
Tới tầng thứ như bọn họ, muốn đề cao nhỏ tí tẹo cũng không dễ dàng. Loại cơ duyên xảo hợp tăng lên càng có thể ngộ nhưng không thể cầu. Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết. Đây là Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết. Bách Lý Công Cẩn nghẹn ngào kêu lên, trong đôi mắt mang theo khiếp sợ khó có thể ức chế, thân thể kích động quá độ mà làn da của hắn cũng đỏ lên. Trong lòng Nguyên Hạo cùng Tân Trạch đều chấn động, Bách Lý Công Cẩn thân là lục giai thuật luyện sư, gần đây làm việc ổn trọng, rất ít có thời điểm thất thố như thế. Có thể thấy được Lý Vân Tiêu thi triển bộ thủ pháp này bất phàm, làm cho một vị lục giai thuật luyện sư này cũng trở nên khó bình tĩnh được. Nguyên Hạo nhìn không được hỏi. Bách Lý Đại Sư, Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết là thủ pháp gì? Vì sao ta chưa từng nghe qua? Bách Lý Công Cẩn dường như chưa từng nghe thấy Nguyên Hạo nói chuyện, khuôn mặt ngốc trệ nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thủ pháp Lý Vân Tiêu vẫn không nhúc nhích, toát ra khát vọng mãnh liệt, dường như muốn mạnh mẽ khắc sâu mỗi động tác của hắn vào đầu, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, bộ này thủ pháp quá mức mê huyễn, quá mức nhiều lần, hắn thở dài một hơi, vẻ mặt thất vọng. Thời điểm ta lần đầu tiên nhìn thấy bộ thủ pháp này, khi đó ta cũng giống như các ngươi, cũng chỉ là tứ giai quân cấp, lúc ấy ta còn đi theo bên cạnh sư tôn khổ tu, ở tại Hóa Thần Hải. Bách Lý Công Cẩn đôi mắt mê ly, lâm vào hồi ức. Tại Hóa Thần Hải thuật luyện sư tổng bộ, có hai vị được ban cho chức vị trưởng lão danh dự, ta còn nhớ rõ ngày nào đó, sư tôn nói cho những đệ tử chúng ta biết, thuật luyện sư công hội tổng bộ có thêm một trưởng lão danh dự. Hơn nữa hắn nói lời này mang theo thần sắc kính phục. Lúc ấy sư tôn đã là cửu giai đế cấp thuật luyện sư, chúng ta đều rất ngạc nhiên, còn ai có thể làm cho sư phục khâm phục như thế. Sư phó cẩn thận dặn dò chúng ta, nói ngày hôm sau chính là ngày người đó tấn chức trưởng lão danh dự truyền khóa tại thuật luyện sư công hội, bảo chúng ta buông tất cả mọi chuyện mà đi tham gia. Về sau ta vì muốn học Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết, thừa dịp người ta không chú ý lẻn vào trong tầm cung của Cổ Phi Dương đại nhân tại thuật luyện sư công hội. Chi? Tất cả mọi người hít một hơi lạnh, khiếp sợ Bách Lý Công Cẩn lá gan cũng quá lớn. Nguyên Hạo cả kinh nói. Vậy ngươi nhìn thấy Cổ Phi Dương đại nhân? Bách Lý Công Cẩn kính sợ nói. Không sai, thời điểm ta lẻn vào bên trong, Cổ Phi Dương đại nhân đang tu luyện trong tầm cung, ngồi xếp bằng bất động. Lúc ấy ta mang theo tâm tình kích động, khó có thể nói ra lời nên vội vàng quỳ xuống, khẩn cầu Cổ Phi Dương đại nhân dạy ta Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết. Sau đó thì sao? Đoạn Việt liền vội vàng hỏi, loại nhân vật truyền kỳ của đại lục này hắn cũng hiếu kỳ. Bách Lý Công Cẩn cười khổ nói. Ta quỳ trước mặt Cổ Phi Dương đại nhân một đêm, đại nhân vẫn bất động không nói, dường như căn bản không có phát hiện sự tồn tại của ta. Thẳng đến khi trời vừa tảng sáng, bên ngoài truyền đến âm thanh gà gáy ta mới đột nhiên lĩnh ngộ ra. Thì ra Cổ Phi Dương đại nhân đã truyền thụ cho ta đồ vật trọng yếu. Là cái gì? Nguyên Hạo tò mò, một đêm không nói vậy mà có thể truyền thụ cái gì chứ? Bách Lý Công Cẩn dùng khẩu khí nghiêm túc nói. Cổ đại nhân muốn nói cho ta biết là, thuật đạo vô bờ, mà ta sinh ra nhai. Mặc dù trong lòng có tâm hướng đạo không suy chuyển, vậy cũng phải làm tới nơi tới chốn, nhắm mắt theo đuôi, chỉ cần cứng cỏi không rời, cuối cùng cũng có thể đợi tới một ngày gà gáy sáng. Thì ra là thế. Nguyên Hạo cũng thụ giáo không thôi, thở dài. Cổ Phi Dương đại nhân thật là kỳ nhân khoáng thế. Ọt ọt. Lý Vân Tiêu đang ngưng luyện nguyên thạch kêu rên một tiếng, hắn nuốt nước bọt xuống, suýt nữa hắn phun ra một ngụm máu. Hắn đúng là nhớ có chuyện như vậy. Ngày đó sau đại hội truyền khóa chấm dứt, hắn bị một bạn xấu hãm hại, nói có chuyện tốt, dĩ nhiên là đi nhìn lén Hồng Liên Vũ Đế Liễu Phỉ Yên tắm rửa. Tên bạn xấu này lòng bàn chân bôi mỡ, thoáng cái đã chạy đi. Hắn lúc ấy bị meo meo phong hoa tuyệt đại của Liễu Phỉ Yên làm khiếp sợ, chạy chậm nửa bước, kết quả bị thần thức của đối phương tập trung. Lý Vân Tiêu dưới tình thế cấp bách vội vàng trốn về tầm cung của mình, giả bộ như ngồi xuống tu luyện. Quả nhiên trong chốc lát Liễu Phỉ Yên đã đuổi tới, đang âm thầm hồ nghi bất định, cuối cùng hạ quyết tâm nhận định hắn là hung thủ, thời điểm đang muốn ra tay thì một lăng đầu tử vụng trộm tiến vào. Trực tiếp quỳ trước mặt hắn, nói một lòng cầu đạo, muốn học Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết. Nhưng mà Liễu Phỉ Yên đang âm thầm theo dõi hắn, hắn e sợ lộ ra nên bất động không dám nói gì. Tiểu tử kia cũng có nghị lực, hắn quỳ suốt cả đêm. Đợi đến lúc hừng đông thì đột nhiên không hiểu thấu nói ra câu cảm ơn cổ đại nhân, ta hiểu rồi, sau đó thật hưng phấn chạy đi làm hắn cũng chẳng hiểu cái gì. Liễu Phỉ Yên cũng chờ cả đêm nên không còn kiên nhẫn rời đi. Thì ra là có chuyện như vậy.
thì ra tiểu tử này là cố nhân, còn cứu ta một lần. Lý Vân Tiêu lập tức vẻ mặt đầy hắc tuyến, trong nội tâm vừa phân thần, thiếu chút nữa tính sai linh quyết. Trên mặt Bách Lý Công Cẩn mang theo vẻ sùng kính, dùng ngữ khí kính sợ nói. Lúc ấy sư tôn cũng cảm khái nói với ta, Cổ Phi Dương đại nhân chính là thuật luyện sư kỳ tài, tương lai thuật đạo nhất mạch tất nhiên sẽ phát triển hơn nữa trong tay của hắn. Bảo ta tại thuật luyện chi đạo con đường này đi theo bước chân Cổ Phi Dương đại nhân, vĩnh viễn không nên vì thuật đạo vô cùng mà dừng bước lại. Mọi người nghe xong đều im lặng, nội tâm đối với thiên tài thiên cổ như sao băng xoẹt qua bầu trời kia sinh ra hướng tới vô hạn. Tân Trạch cũng rất có cảm xúc, ánh mắt đầy phức tạp, nói. Không thể ngờ Lý Vân Tiêu sử dụng thủ linh quyết lại có lai lịch như thế. Bách Lý Công Cẩn cũng tươi cười, nói. Đáng tiếc, thiên phú Lý Vân Tiêu thật tốt, nếu không phải cuồng vọng tự đại, dùng một chọi ba, hôm nay hắn cũng không ăn thiệt thòi. Đoạn Việt trầm mặt, không vui nói. Bách Lý Đại Sư, lời này của ngươi ta không thích nghe, trước mắt xem ra còn chưa phân thắng bại mà. Bách Lý Công Cẩn mỉm cười. Đang nhìn đến Lý Vân Tiêu vậy sử dụng Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết thì nội tâm càng kích động cuồng nhiệt. Vốn muốn bắt Lý Vân Tiêu tới đây chính là vì thiên địa, trần thế cùng kiếp phù du tam đại ấn quyết, bây giờ lại còn có Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết mà hắn tha thiết ước mơ, lần này cho dù như thế nào cũng phải đạt được. Chỉ cần Lý Vân Tiêu thua, đến lúc đó trực tiếp dùng đại lượng nguyên thạch mua sắm, tất nhiên không thành vấn đề. Mà lấy một địch ba, cho dù có Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết nơi tay, cũng tuyệt đối không làm nên chuyện gì. Hắn vụng trộm truyền tin xuống, bắt đầu để cho thủ hạ thu thập nguyên thạch. Lữ Hạo Sơ sử dụng bát kỳ luyện tâm thủ đã phát huy đến cực điểm, mỗi một lần chém ra đều như cự chùy hạ xuống, chấn hào quang trên nguyên thạch sáng ngời. Mà Lý Vân Tiêu sử dụng Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết từng ấn quyết đánh xuống, khối nguyên thạch tự động ngưng luyện, không ngừng áp xúc, giống như muốn thu nạp nguyên khí trong thiên địa vào nó. Nguyên Hạo nhịn không được nói ra. Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết quá mức thần diệu. Không ngờ có thể làm cho nguyên khí tự ngưng luyện mà không tiêu tan, như vậy cũng quá chiếm tiện nghi rồi. Chiếm tiện nghi? Đoạn Việt hừ lạnh nói. Lấy một địch ba, còn chiếm tiện nghi? Nguyên Hạo lập tức câm miệng, trên mặt mang theo thần sắc xấu hổ. Bách Lý Công Cẩn yên lặng nhìn qua thủ pháp đó, loại cảm giác này so với năm đó ở Hóa Thần Hải còn rung động cùng kích động nhân tâm hơn. Bát kỳ luyện tâm thuật cảnh giới cao nhất bách luyện thành khí. Lữ Hạo Sơ khẽ quát một tiếng, trên mặt mang theo thần thái ửng đỏ, trong hai tay lập tức kim quang đại phóng, từng đạo ảnh chùy rơi xuống, hội tụ từ bốn phương tám hướng mà đến, không ngừng áp xúc nguyên thạch tới mức tận cùng, bắt đầu tiến dần lên cấp độ thượng phẩm nguyên thạch. Linh khí trong căn phòng phát ra hương thơm nhàn nhạt, thấm vào ruột gan, nhưng mà không có người nào đi hưởng thụ, bọn họ đang khẩn trương quan sát cuộc chiến. Thượng phẩm nguyên thạch, thành. Lữ Hạo Sơ đại hỉ. Gương mặt tới nhợt đầy hưng phấn, hắn nhất cổ tác khí tiếp tục sử dụng bách luyện thành khí, không ngừng oanh kích vào nguyên thạch, khiến nguyên thạch càng ngày càng nhỏ bé. Bên kia thủ pháp của Lý Vân Tiêu cũng càng lúc càng nhanh, nguyên thạch cũng từng bước tiến tới cấp độ thượng phẩm, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu tái nhợt. Mặc dù thủ pháp của hắn thần diệu, hao tổn hồn lực cũng khó tránh khỏi quá nhiều. Có thể tiến giai thượng phẩm không? Tất cả mọi người nội tâm khẽ động, nhìn qua cảnh này. Đến thời điểm này, cho dù tiến giai thượng phẩm thành công cũng thua không thể nghi ngờ, dù sao đối phương còn có một tân trẻ còn chưa ra sân. Ngưng cho ta. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, hồn lực bành trướng từ mi tâm của hắn bắn ra ngoài, bắn vào bên trong nguyên thạch, nồng độ nguyên khí cực cao bị hồn lực trấn áp, bắt đầu trùng kích cấp bậc cao hơn. Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết kim quang lập lòe, không ngừng ngưng luyện nguyên khí. Lực khống chế thật tinh chuẩn. Bách Lý Công Cẩn khó có thể tin tán thán nói. Nhìn hồn lực bàng bạc như thế, nhìn thì giống Lữ Hạo Sơ dùng búa nện ngưng luyện thành thành phẩm, nhưng trên thực tế hắn mỗi một phần hồn lực đều dùng trên lưỡi đao, không lãng phí chút nào cả. Trời ơi, loại năng lực khống chế này thật sự là thiếu niên 15 tuổi có thể làm hay sao? Thượng phẩm. Đồng tử Nguyên Hạo co rụt lại, khiếp sợ kinh hô lên, nói. Vậy mà bằng vào lực lượng một người ngưng luyện nguyên thạch nguyên liệu lên tới mức thượng phẩm, hắn. Hắn còn có thể kiên trì tiếp không? Bên kia sắc mặt Lữ Hạo Sơ càng ngày càng sầu thảm, tuy nguyên thạch của Lý Vân Tiêu bước vào cấp độ thượng phẩm còn chậm hơn hắn, nhưng đả kích tự tin và tôn nghiêm với hắn mà nói là cực lớn, hơn nữa hao tổn quá lớn, hắn phun ra một ngụm tâm huyết. Lữ Đại Sư, Tân Trạch cả kinh,
vội vàng đi qua vịn Lữ Hạo Sơ, xanh mặt nói. Còn lại tới ta. Lữ Hạo Sơ sắc mặt đầy bất đắc dĩ, hắn nhìn qua Cát Hướng Tiền cười khổ, so đấu tới mức này, thể diện của bọn họ cũng không còn gì cả, về phần 1.500.000 nguyên thạch kia cũng không thể đổi lấy thể diện. Tân Trạch không phải là không nghĩ như vậy, nhưng đã đến mức này, kiên trì cũng phải lên, thắng không mặt mũi nhưng còn hơn thua trong xấu hổ. Tân Trạch hét lớn một tiếng, hai tay như nâng bầu trời, nhìn qua giống như ánh trăng đang lên cao. Khối nguyên thạch trong nắm tay của hắn chậm rãi bay lên cao. Hồn lực mạnh mẽ như sóng nước xô bờ, không ngừng rót vào trong nguyên thạch, tiếp tục ngưng luyện. Đến thượng phẩm nguyên thạch thì cũng chỉ có thể tiếp tục tăng lên cực phẩm. Mà quá trình này thủ pháp đã sinh ra tác dụng cực kỳ nhỏ bé, chỉ có dùng sức mạnh của hồn lực đè ép tăng lên cực phẩm. Lý Vân Tiêu cũng tự nhiên biết rõ điểm ấy, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, hào quang trong mi tâm lập lòe, từng đạo hồn lực cực kỳ tinh xảo bắn ra đánh vào trong nguyên thạch. Hắn hiện tại có thể làm duy nhất chính là không lãng phí bất cứ tia hồn lực nào. Vẻ mặt Nguyên Hạo đầy chờ mong nói ra. Hồn lực của Tân Đại Sư có thể làm cho nguyên thạch bước vào trong cực phẩm hay không? Bách Lý Công Cẩn khẽ chau mày, nói. Khó, theo thượng phẩm vào tới cực phẩm, so phía hai quan trước còn khó hơn rất nhiều. Nếu như không có ngoài ý muốn, có lẽ sẽ dừng lại ở cửa ải cực phẩm, tối đa ngưng luyện thành ngụy cực phẩm mà thôi. Đoạn Việt nói. Đã không tới cực phẩm, ta xem Vân Thiếu đoán chừng cũng như vậy, tất cả mọi người dùng ở phẩm chất thượng phẩm, xem như ngang tay. Hắn đã phát hiện Lý Vân Tiêu duy trì không được, mà Tân Trạch vừa lên tràng nên thanh thế cực kỳ to lớn. Bách Lý Công Cẩn nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói. Mặc dù đều là thượng phẩm, cấp độ cũng có khác biệt. Quả nhiên, tiến vào thượng phẩm thì Tân Trạch khống chế khối nguyên thạch ngưng luyện với tốc độ cực nhanh, nguyên khí nồng đậm làm người ta thèm nhỏ dãi. Mà khối nguyên thạch trước mặt Lý Vân Tiêu đột nhiên tiến triển chậm chạp, giống như có lẽ đã dầu hết đèn tắt. Nguyên Hạo nhìn không được thở dài. Vân Tiêu đại sư, tuy bại nhưng vinh, trận chiến hôm nay tuy không nhiều người thấy, lại đủ để danh truyền thiên hạ. Tất cả mọi người không nhìn được khẽ gật đầu, mà ngay cả Lữ Hạo Sơ cùng Cát Hướng Tiền cũng hoàn toàn không nói cái gì, im lặng mặc nhận. Đột nhiên một giọng nói vang lên, nói. Nguyên Hạo đại sư cho rằng ta thua sao? Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, ấn quyết trong tay thay đổi, một khoa đầu văn hiện ra trong lòng bàn tay, linh hồn trong giới thần bi càng ngày càng nhạt, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn trở vào trong cơ thể. Hồn lực vốn sắp khô cạn đột nhiên tăng lên, bắt đầu tăng cường nhanh chóng. Khối nguyên thạch trước mặt hắn lúc này bị áp bách cực lớn, xoay tròn nhanh chóng, mỗi một lần chuyển động đều ngưng luyện nguyên khí thêm vài phần, tốc độ vậy mà không dưới Tân Trạch. Chi, xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, vô cùng rung động. Ha ha, sắp thắng, mới vừa nói ngang tay, các ngươi còn không đồng ý, chậc chậc. Đoạn Việt hoa chân múa tay vui sướng, xem khí thế Lý Vân Tiêu dường như còn trên cả Tân Trạch. Đám người Bách Lý Công Cẩn khiếp sợ tới mức có thể nhét cả quả dưa hấu vào miệng, Lý Vân Tiêu cho tới bây giờ bày ra hồn lực không thua gì ngũ giai vương cấp thuật luyện sư. Tân Trạch sắc mặt đại biến, lộ ra không thể tin nổi. Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt là thủ pháp luyện hồn cực kỳ cao thâm, có thể mang tiềm năng thuật luyện sư trong nháy mắt tập tùng bạo phát, do đó có thể trong thời gian ngắn tăng hồn lực trên diện rộng. Nguyên thạch từ thượng phẩm đến cực phẩm đối với tứ giai thuật luyện sư là một quá trình cực kỳ khó khăn. Hơn nữa kéo càng lâu thì được không bù mất, cho nên biện pháp tốt nhất chính là dùng hồn lực liều mạng đẩy nhanh tiến độ. Tiểu tử này nhất định là hiểu điểm này cho nên mới đem nội tình toàn bộ ném ra, phải một kích cuối cùng. Nhưng ta không tin dưới tình huống đã đối kháng với hai tứ giai cùng giai còn có thể chống lại ta. Trong lòng Tân Trạch dâng lên chiến ý ngập trời, hắn giờ phút này đã triệt để tâm phục Lý Vân Tiêu, nhưng cuộc tỉ thí này cho dù như thế nào hắn cũng không thể thua. Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt chiếu câu cừ. Ầm ầm. Trong thân thể Tân Trạch có tiếng sấm vang lên, một ánh trăng sáng hiện ra chiếu rọi lên khối nguyên thạch, trong quá trình dị tượng nổi lên bốn phía, khối nguyên thạch bị áp xúc thành một đám thật nhỏ, phẩm chất càng ngày càng cao. Mà so sánh nguyên thạch của Lý Vân Tiêu trừ đang bị trùng kích ra, nó lại giống như dòng sông khô hạn. Quả nhiên là dầu hết đèn tắt, hồi quang phản chiếu. Bách Lý Công Cẩn vuốt râu mà cười. Bộ dáng như xem thấu tất cả. Toàn thân Lý Vân Tiêu đã bị ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt cũng tái nhợt.
trên làn da xuất ra từng đạo kim quang, thỉnh thoảng có khoa đầu văn hiện ra, đúng là đại diễn thần văn, tối nghĩa khó hiểu. Đây là cái gì? Bách Lý Công Cần mở to mắt ra, nhìn qua khoa đầu văn màu vàng trên người Lý Vân Tiêu ngưng tụ mà không tiêu tan, hoảng sợ thất thanh nói. Thượng cổ hoàng kim phù văn, chi, người vậy mà tu luyện cổ kinh văn, người rốt cuộc là người nào? Hắn thật sự không cách nào bình tĩnh được, từ kiếp phù du, trần thế, thiên địa ba ấn đến huyễn ba thiên kinh quyết, bây giờ lại tới thượng cổ kinh văn, một lần so với một lần trùng kích nội tâm của hắn rung động. Đặc biệt là loại thượng cổ kinh văn này người đương thời không ai phân biệt ra. Sư tôn hắn tại Hóa Thần Hải đúng là chuyên gia nghiên cứu văn tự cổ đại này, nhưng cũng khó có thể dòm tận hàm nghĩa thâm ảo của mỗi chữ. Những văn tự cổ đại này không biết truyền thừa từ nơi nào, cũng chẳng biết vì sao mất đi trong dòng sông lịch sử, nhưng mỗi một chữ trong đó ẩn chứa quy tắc đại đạo, dường như bởi vì nguyên nhân này mới khó có thể tồn tại ở giữa thiên địa. Lý Vân Tiêu ngầm cười khổ không thôi, nếu như là lục giai thuật luyện sư khác ở đây, tất nhiên không cách nào biết rõ lai lịch kinh văn kia. Nhưng Bách Lý Công Cần hết lần này tới lần khác lại là đồ đệ của người nọ. Nhưng mà lần này đã là tình thế bắt buộc, không có biện pháp. Nếu như không thi triển đại diễn thần quyết, vậy thua chắc rồi. Từng âm thanh khó hiểu tối nghĩa vang lên trong miệng Lý Vân Tiêu, trong thức hải bắn ra kim quang sáng ngời, linh tuyền khô cạn được tưới tiêu, tiếp tục phun trào rót vào trong khối nguyên thạch. Trong lúc nhất thời trên thân hai người bày ra dị tượng chiếu sáng lẫn nhau. Hai khối nguyên thạch dùng tốc độ cực nhanh ngưng kết lại, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhất co lại thành hình thái như long nhãn. Đây đã là cực hạn của hai người, tất cả đều dừng lại trước cực phẩm. Nguyên Hạo nuốt nước bọt, cả kinh nói. Thế lực ngang nhau sao? Nguyên thạch của hai người gần vô hạn tới cực phẩm, lại không phải cực phẩm. Đồng tử Bách Lý Công Cần đột nhiên co lại, hào quang tỏa ra, nhìn qua hai khối ngụy cực phẩm nguyên thạch, rốt cục thở dài, dùng ngữ điệu không thể tin nói. Tuy đều là ngụy cực phẩm, nhưng nguyên thạch của Vân Tiêu Đại Sư còn lớn hơn vài phần, hiển nhiên trong quá trình ngưng luyện nguyên khí bảo tồn hoàn hảo, sói mòn cực nhỏ. Mà Tân Đại Sư nguyên khí hao mòn cực nhiều, là Vân Tiêu Đại Sư thắng. Cát Hướng Tiền cùng Lữ Hạo Sơ dùng mình, im lặng cúi đầu xuống. Bách Lý Công Cần phán đoán công chính không hai, đúng là không có chút thiên vị nào. Ha ha, thắng, thắng. Đoạn Việt nhịn kích động nhảy dựng lên, nói. Nguyên thạch, 1.500.000.000 nguyên thạch, ha ha ha. Chậm đã. Đột nhiên Tân Trẻ quát nhẹ, hắn hai mắt đỏ lên, nghiêm túc nói. Tỷ thí còn chưa kết thúc, làm gì đã phán đoán. Tay phải của hắn lật một cái, một linh đan màu tím như hạt châu nhỏ hiện ra, trong mắt tràn đầy vẻ dãy giụa. Lý Vân Tiêu nhìn viên đan dược kia, trong nội tâm chấn động, thầm hô không tốt. Viên đan dược này là thất giai thú hồn cô đọng mà thành, tên là Tử Khí Đông Lai, là đan dược chân phẩm tăng hồn lực lên, rất khó có được, giá trị không dưới 5.000 vạn trung phẩm nguyên thạch. Liều! Tân Trạch hét lớn một tiếng, nhắm mắt lại nuốt Tử Khí Đông Lai vào bụng. Dù sao Sa Luân chiến lên một lượt, mất mặt lắm rồi, cũng chẳng kém chuyện này. Sau khi đan dược tiến vào trong miệng, thần sắc tái nhợt của hắn bắn ra một tia ánh sáng màu tím, một người dung quang tỏa sáng, hồn lực khô cạn dâng lên, một vòng trăng sáng hiện ra không trung lần nữa, được đan dược cực phẩm này đẩy lên cao cực hạn. Xong đời, ngươi có biết xấu hổ hay không? Sa Luân chiến cũng bỏ đi, lại còn nuốt đan dược. Đoạn Việt tức giận phát run, nguyên thạch sắp tới tay lại sắp bay đi. Tân Trạch ngoảnh mặt làm ngơ, toàn bộ tinh khí thần của hắn đặt vào khối nguyên thạch trước mặt, không được phép nửa điểm sai lầm. Cát Hướng Tiền cùng Lữ Hạo Sơ thì gương mặt đỏ bừng, vùi đầu vào ngực thật sâu, không dám ngẩng đầu lên. Cực phẩm. Đồng tử Nguyên Hạo đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm vào nguyên thạch của Tân Trạch, cả kinh nói. Thực bước vào cực phẩm. Vân Tiêu Đại Sư. Lý Vân Tiêu nhìn thấy khối nguyên thạch của đối phương bị đẩy lên cấp bậc cực phẩm, trong nội tâm cũng hoảng hốt, hắn giờ phút này hồn lực khô cạn, đại diễn thần quyết cũng vận chuyển tới đỉnh phong, rốt cuộc không còn nửa điểm lực lượng. Trong nội tâm tất cả mọi người chấn động, quay đầu nhìn về Lý Vân Tiêu. Chỉ thấy hắn tay niết ấn quyết, thân thể đột nhiên nhập định và nguyên lực từ mi tâm lóe lên, duy trì khối ngụy cực phẩm nguyên thạch không rơi xuống. Chẳng lẽ hắn muốn chậm rãi khôi phục hồn lực lại luyện tiếp? Quá kéo dài a, sau đại chiến này không có vài ba tháng thì không cách nào khôi phục được đâu. Trong nội tâm Nguyên Hạo nghĩ như thế.
Nhưng mà tất cả mọi người lẳng lặng không nói, đang chờ Lý Vân Tiêu chính miệng nhận thua. Không có người thúc giục hắn, bởi vì cuộc tỉ thí này hắn tuy bại nhưng vinh. Trong giới thần bi, Lý Vân Tiêu dùng một đạo hồn ảnh hiển hiện, bởi vì hao phí lực lượng quá lớn, giờ phút này duy trì hồn ảnh cực kỳ khó khăn, hắn lóe thân lên xuất hiện ở Phương Thốn Sơn, tới bên bờ Linh Tuyền. Mang hồn lực cho ta mượn dùng một chút. Hắn không nói hai lời, chụp vào cây non Côn Ngô thần thụ. Vèo. Cây non cảm giác nguy hiểm lập tức rời vị trí, trốn đi xa xa, hư ảnh nhàn nhạt xuất hiện trên cây non, là bộ dáng nam hài, dùng giọng non nớt nói. Ngươi muốn làm gì, ngươi không biết hồn lực với ta mà nói trọng yếu bao nhiêu sao? Vậy mà muốn cướp đoạt. Lý Vân Tiêu nhướng mày, Côn Ngô thần thụ quả nhiên là thiên địa chí bảo, không ngờ có linh thức nhanh như thế, hắn nói. Ta đánh cược với người ta, hôm nay đã dầu hết đèn tắt, mượn hồn lực của ngươi tẩy bổ, sẽ trả lại gấp bội. Thôi đi pa ơi, hồn lực còn có thể trả. Ngươi bây giờ tùy tiện cố gắng một ít, với ta mà nói là hao phí thật lớn. Ngươi vẫn nên nghĩ phương pháp khác đi, tóm lại hồn lực ta sẽ không cho mượn. Nam đồng loạn choạng kiên quyết không chịu. Lý Vân Tiêu tức giận nói. Không nên dòng dài với ta, hiện tại chúng ta đều là người trên một con thuyền. Ta thắng được nguyên thạch kinh thiên, còn không phải mọi người cùng nhau chia tiền. Ngươi lại nhảy rong dài lắm điều, nếu hại ta thua tỉ thí, lần sau trực tiếp bắt ngươi làm củi đốt. Nam đồng nháy mắt vài cái, nói. Ta chính là Côn Ngô thần thụ, cho dù là phượng hoàng chân hỏa ta còn không sợ, chính là phàm hỏa mà muốn đốt ta. Ta sinh ra trong thiên địa ngũ hành chi, là siêu thoát ra khỏi ngũ hành, thủy hỏa bất xâm. Bất xâm con em ngươi. Nếu đã ở trong ngũ hành chi thì phải chịu luật lệ ngũ hành khắc chế. Ta không tín dùng thiên hạ kim khí thái hạo càn khôn kim không chém được ngươi. Lý Vân Tiêu đã suy yếu nói chuyện không còn khí lực, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Còn không tranh thủ thời gian, thời điểm này ngươi không ủng hộ ta, chờ ăn thái hạo càn khôn kim kiếm khí sao. Trong giới thần bi này, ngươi đừng mong cả đời thoát ra ngoài. Sắc mặt nam đồng trắng bệch, dường như thực sợ. Hắn khẽ cắn môi, nói. Chỉ cho mượn một chút, chỉ một chút mà thôi. Xong dài, mau tới đây. Sắc mặt Lý Vân Tiêu khẩn trương, vội vàng chụp vào Nam Đồng. Giờ phút này trong thuật luyện sư công hội, bản thể của hắn mở mắt ra, đôi mắt có tinh quang sáng ngời, trong mơ hồ dường như có lôi điện lập lòe, vậy mà khối ngụy cực phẩm nguyên thạch chấn động phanh một tiếng, suýt nữa nổ tung. Đại diễn thần quyết, luyện cho ta. Hắn vung tay lên, từng khoa đầu văn màu vàng hiện ra, không tiêu tan trên không trung, mỗi một chữ đều ẩn chứa vô thượng đại đạo, lập tức bao phủ khối ngụy cực phẩm nguyên thạch, tăng phẩm chất của nó lên. Hồn lực bành trướng cuồn cuộn không ngừng trùng kích, tân trạch khống chế khối cực phẩm nguyên thạch đã bị hồn lực bàng bạc làm chấn động, lại lách qua một bên. Vốn vẫn còn kiên trì cô đọng, tân trạch muốn tăng phẩm chất lên tới mức lớn nhất, cảm nhận được hồn hải bành trướng, lập tức chấn động. Tâm thần rung mạnh phun ra một ngụm máu tươi. Trực tiếp phun lên khối nguyên thạch của mình, lập tức bị chấn bay ra ngoài, rơi xuống mặt bàn, không ngừng xoay tròn. Chi, cái này. Tất cả mọi người lập tức đầu óc không đủ dùng, Lý Vân Tiêu hiện giờ có tinh khí thần như của người khác, còn mạnh hơn lúc ban đầu. Cực phẩm. Lý Vân Tiêu nói một câu, một chữ khoa đầu văn đánh vào trong nguyên thạch, lập tức tăng phẩm chất nguyên thạch lên tới mức cực phẩm. Hắn vẫn không có dừng tay, hắn đánh ra pháp quyết cổ quái, sau khi khối nguyên thạch tiến giai cực phẩm, phẩm chất vẫn tăng lên nhanh chóng, giống như chỗ xung kích tiên thiên nguyên đan phía trên cực phẩm. Trên cực phẩm nguyên thạch còn có một loại trạng thái nguyên khí, giống như đá mà không phải đá, hoàn toàn là nguyên khí tinh thuần nhất thế gian ngưng tụ thành, thế nhưng mà trực tiếp nuốt vào thì không có chút tạp chất nào, thậm chí là không tồn tại. Loại trạng thái này nguyên khí thạch một vạn không được một. Do cực phẩm nguyên thạch mờ mịt sinh ra, được xưng là tiên thiên nguyên đan. Lại muốn trùng kích tiên thiên nguyên đan. Tâm thần Bách Lý Công Cẩn đại chấn, trong hai mắt kinh ngạc lập lòe, tiên thiên nguyên đan chỉ có đạt tới cảnh giới lục giai như hắn mới có thể luyện ra, hiệu dụng còn mạnh hơn cực phẩm nguyên thạch quá nhiều, trên thị trường cũng không phải có tiền là mua được, bởi vì sản lượng thật sự quá thấp, không có vị thuật luyện sư nào hao phí hồn lực đi luyện nó ra. Trừ phi là những thế lực lớn truyền thừa vạn năm mới có thể có lực sử dụng chúng bồi dưỡng hậu bối. Tiên thiên nguyên đan. Không chỉ Cát Hướng Tiền các thuật luyện sư biết, Đoạn Việt cùng Tân Bì cũng biết thứ này, toàn thân chấn động.
Tân Trạch sau khi phun ra một ngụm tâm huyết cũng hoảng sợ không thôi nhìn qua Lý Vân Tiêu cô đọng. Giờ phút này phẩm chất viên nguyên thạch của hắn đã thua rồi, ba người bọn họ cũng triệt để thua tâm phục khẩu phục, không có chút oán hận hay không phục nào cả. Trong giói thần bi nội, Phương Thốn Sơn. Cây non Côn Ngô thần thụ ngã trái ngã phải, nó giống như khô quắt, cành lá rung động. Một thân ảnh nam đồng chập chờn trong lá cây, dường như tùy thời sẽ tiêu tán theo gió, nam đồng trầm thấp không ngừng chửi rủa. Đã nói một chút mà thôi, vậy mà trực tiếp quất hơn phân nửa hồn lực của ta, ta. Sau đó âm thanh nhỏ dần không thể nghe được, dần dần lâm vào trong ngủ say. Lý Vân Tiêu giờ phút này toàn thân đều là kim quang màu vàng, hai con người mang theo kim quang lập lòe, thỉnh thoảng có kinh văn như nòng nọc nhảy lên. Đây là lần đầu tiên hắn có thể thi triển đại diễn thần quyết thư thích như thế, dần dần dung nhập vào trong huyền diệu đó, một chữ trong cơ thể bao hàm quy tắc thiên địa, không ngừng giúp hắn cảm ngộ. Tiếp tục dung nhập thiên địa, cái này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, loại trạng thái có thể ngộ nhưng không thể cầu này, hắn lại trong thời gian ngắn trải qua hai lần như vậy. Đặc biệt là những thuật luyện sư kia cũng cảm nhận được loại cảm giác đại đạo bao hàm toàn diện này từ trên người Lý Vân Tiêu phát ra. Nói cho đúng là từ khoa đầu văn màu vàng của đại diễn thần quyết phát ra, giống như ẩn chứa vô thượng thuật luyện chi đạo, làm cho người ta hướng về. Tiên thiên nguyên đan, ngưng. Lý Vân Tiêu đôi môi khẽ nhếch, từng kinh văn khó hiểu hiện ra, mỗi một chữ đều làm thiên đạo quy tắc chấn động, dường như thân thể đại biểu cho quy tắc không gian, ngôn sướng pháp tùy. Khối cực phẩm nguyên thạch trong suốt biến thành mềm mại, mỗi một văn tự màu vàng tuyên khắc xuống thì nó mỏng hơn vài phần. Dần dần mất đi trạng thái cố định, xen vào đó là hóa dịch. Đây cũng là tiên thiên nguyên đan A. Trừ Bách Lý Công Cẩn cùng Tân Bì ra, những người còn lại lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này, nhao nhao lộ ra dị sắc liên tục. Tiên thiên nguyên đan đã thành. Lý Vân Tiêu một tay nâng tiên thiên nguyên đan không ngừng xoay tròn, sau đó quay người cười nói. Ba vị đại sư, nguyên đan đã thành, có thể chiến thắng. Nguyên đan đã thành, có thể chiến thắng. Hắn nói ba lượt mới làm cho mấy thuật luyện sư này từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Tân Trạch, Cát Hướng Tiền cùng Lữ Hạo Sơ ba người nhìn nhau, ba người trên mặt không có chút thần sắc xấu hổ nào, mà chuyển biến thành bình tĩnh và sùng kính. Ba người chậm rãi đặt tay trước ngực, vậy mà cùng quỳ xuống nói. Ba người chúng ta bái phục, kính xin Vân Tiêu Đại Sư chỉ giáo vô thượng đại đạo. Tân Bì cùng Đoạn Việt đã giật mình, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Nhìn qua tràng diện khó tin này còn khiếp sợ hơn nhìn thấy tiên thiên nguyên đan nhiều lắm. Làm cho ba gã tứ giai thuật luyện sư quỳ xuống bái phục, đây là tình huống gì? Nếu như truyền đi, tràng diện này đủ làm rung chuyển cả võ giới nam vực. Mà Lý Vân Tiêu lại cười nhạt một tiếng, không chút phật lòng, giống như với tràng diện này tập mãi thành quen. Tư thái phong đạm vân khinh này trong mắt Bách Lý Công Cần lại càng khiếp sợ, bình tĩnh này không phải đệ tử thế gia bình thường có thể có được. Hắn giống như vương giả trời sinh, tiếp nhận thần tử quỳ bái. Chỉ giáo không dám nhận, có rảnh mọi người tâm sự là được. Lý Vân Tiêu cười cười thu hồi tiên thiên nguyên đan, cười hì hì đi tới cái bàn thu thiên la diễm hỏa chiến kỳ, đồng thời mang Tử Vân Côn Ngô Xí và Thái Hư Âm Dương Ngọc phân biệt đưa cho Nguyên Hạo cùng Bách Lý Công Cẩn, cười đùa nói. Hai vị đại sư, xuất tiền đi. Tân Trạch ba người nhìn nhau, lúc này mới đứng thẳng lên, cung kính đứng ở một bên. Không dám nói lời nào. Bách Lý Công Cẩn cùng Nguyên Hạo cũng phục hồi tinh thần lại. Bách Lý Công Cẩn cầm lấy Thái Hư Âm Dương Ngọc, khó có thể tin nhìn qua một hồi sau đó chậm rãi thở dài. Vân Tiêu Đại Sư, bất thế kỳ tài, thiên phú mạnh thậm chí còn hơn cả Cổ Phi Dương Đại Nhân năm đó. Tương lai thuật luyện đại đạo sẽ do Đại Sư chấp trưởng không thể nghi ngờ. Hắn chậm rãi phóng hai tay tới trước, phục bái thật sâu. Trong lòng Tân Bì đại chấn. Thiếu chút nữa con mắt rơi ra ngoài. Một màn này suýt nữa làm tâm thần của hắn thất thủ. Hỏa ô đế quốc thuật luyện chi đạo đệ nhất nhân, lục giai tông cấp thuật luyện đại sư Bách Lý Công Cẩn, mặc dù thấy tông chủ tụ thiên tông cũng bình khởi bình tọa, không ngờ cúi đầu trước tiểu tử này. Bách Lý Công Cẩn cúi đầu thật ra là phục bái vô thượng thuật đạo. Hắn ở trên người Lý Vân Tiêu cảm nhận được vô thượng thuật đạo này, làm cho hắn sinh ra lòng tràn đầy sùng kính cùng kính sợ. Lý Vân Tiêu ở trước mặt hắn không thể nghi ngờ là người truyền thừa vô thượng thuật đạo. Dễ nói, Lý Vân Tiêu vội vàng nâng hắn lên, cười nói. Mặt khác không nói nhiều, trước tiên nên giao tiền Thái Hư Âm Dương Ngọc đây.
Tân Bì. Bách Lý Công Cẩn vội vàng truyền lệnh xuống, lúc trước bảo môn hạ bắt tay thu thập nguyên thạch, rất nhanh 5.000 vạn trung phẩm nguyên thạch đặt lên bàn. Nguyên Hạo cũng gom góp 600.000 trung phẩm nguyên thạch, thu Tử Vân Côn Ngô Xí. Lý Vân Tiêu nét mặt tươi cười như hoa, vui thích thu toàn bộ vào, nói. Lần sau nếu có loại tỉ thí này, nhớ rõ bảo ta a hát. Cho dù là võ đạo hay là thuật đạo, ta đều tham gia. Mọi người nhìn thấy bộ dáng tham tài này, tất cả đều đầy hắc tuyến, trong đó làm gì có nửa phần thuật luyện sư cao quý, thuần túy là nhà giàu mới nổi. Bách Lý Công Cẩn vội hỏi. Vân Tiêu đại sư, có thể lưu lại vài ngày hay không, mọi người cùng nhau nghiên cứu thuật đạo một chút. Đương nhiên có thể. Lý Vân Tiêu nói. Nhưng mà ta đúng hạn thu thù lao. Mọi người. Không có vấn đề. Bách Lý Công Cẩn đại hỉ, chỉ cần Lý Vân Tiêu chịu lưu lại, ra nhiều nguyên thạch hơn nữa hắn cũng nguyện ý, lập tức tâm tình thật tốt. Vài thuật luyện sư còn lại tâm thần kích động không thôi, vừa rồi Lý Vân Tiêu hiển lộ các loại thủ pháp và thuật lực đều làm bọn họ vô cùng kính nể. Bách Lý Công Cẩn nói. Vân Tiêu đại sư thực lực kinh người, ta thấy ban huy chương tứ giai không phù hợp. Ta hiện tại chính thức tuyên bố Vân Tiêu đại sư tấn cấp ngũ giai thuật luyện sư, ban phát huy chương ngũ giai, các vị có dị nghị gì không? Mọi người nhất trí lắc đầu, tỏ vẻ kiên quyết đồng ý. Tân Bì nhíu mày, dường như lộ ra vẻ làm khó. Hắn nhịn không được nói ra. Bách Lý đại sư, Vân Tiêu đại sư, ta có một chuyện thương lượng, sợ là Vân Tiêu đại sư không cách nào dừng lại ở công hội quá lâu. Bách Lý Công Cẩn biến sắc, không vui nói. Chuyện gì còn trọng yếu hơn nghiên cứu thuật đạo, cho dù là Hỏa Ô đế quốc sụp đổ, Vân Tiêu đại sư cũng phải lưu lại. Đám thuật luyện sư còn lại cũng có vẻ mặt địch ý nhìn chằm chằm vào Tân Bì, ngay cả Tân Trạch hai mắt cũng mang theo lửa giận, làm cho Tân Bì toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, những thuật luyện sư này tất cả đều là tên điên, một khi có liên quan tới thuật đạo thì giống như ăn xuân dược, cái gì cũng không để ý. Tân Bì lau mồ hôi lạnh trên trán, giải thích nói. Phân phối danh ngạch Tu Di Sơn đã xong, trừ các đại môn phái lấy đi, tổng cộng có 2.000 danh ngạch di động bị các thế gia tranh đoạt. Dựa theo lệ cũ những năm qua, là ba đại đế quốc mỗi nước 1.000 danh ngạch, bên trong tự hành phân phối. Mà quy tắc lần này có biến, mấy thế lực lớn thương lượng với nhau, quyết định ba nước đồng thời tổ chức tỉ thí, để cho đệ tử có thực lực đạt được danh ngạch. 2.000 danh ngạch di động. Bách Lý Công Cẩn cười lạnh nói. Đám thế lực lớn các ngươi cũng quá hào phóng, cam lòng xuất ra 1/5. Nhưng chuyện này có quan hệ gì với Vân Tiêu đại sư? Tân Bì rõ ràng cảm nhận được nói móc và địch ý của Bách Lý Công Cẩn, cười khổ nói. Lần này không chỉ quan hệ tới đế quốc và những thế lực truyền thừa phân tán kia, hơn nữa trực tiếp quan hệ tới mặt mũi đế quốc. Cơ hồ tất cả thế lực đã phân phối danh ngạch đều không cho tham gia, dù vậy. Môn phái và thế lực khác muốn tranh giành danh ngạch nhiều như cá giết sang sông, cạnh tranh tất nhiên thập phần kịch liệt. Thành Viêm Vũ với tư cách là một thế lực của Hỏa Ô đế quốc, bản thân cũng không có phân phối danh ngạch, hơn nữa Vân Tiêu đại sư thực lực. Hắc hắc, mọi người lập tức hiểu được, Tân Bì ý muốn Lý Vân Tiêu đi tận lực cướp đoạt nhiều danh ngạch. Không có những đệ tử thế gia và tông môn tranh giành, dùng thực lực Lý Vân Tiêu biểu hiện kim ô lôi bệ thần, tuyệt đối là ăn sạch tất cả. Sắc mặt Bách Lý Công Cẩn biến hóa, hừ lạnh nói. Vân Tiêu đại sư là thuật đạo kỳ tài ngàn năm khó gặp, tham gia loại kiểm tra này cực kỳ nguy hiểm, nếu như gặp chuyện không may, người đảm đương nổi không? Tân Bì sững sờ, sắc mặt đen lại nhìn qua Lý Vân Tiêu, vẻ mặt khẩn cầu. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lát, cười nói. Để cho ta đi tự nhiên không có vấn đề, nhưng mà cướp được danh ngạch phải do ta tự phân phối. Tân Bì lộ ra vẻ sầu khổ, nói. Dùng thực lực Vân Tiêu đại sư cướp đoạt vài trăm danh ngạch không thành vấn đề. Nhưng cũng không thể toàn bộ cho Thành Viêm Vũ a. Chuyện này làm sao cân đối với các thế lực khác được. Lý Vân Tiêu cười nói. Yên tâm, Thành Viêm Vũ của ta không lưu danh ngạch nào cả. Đến lúc đó ta sẽ tổ chức một đấu giá hội, bán toàn bộ danh ngạch này đi, đổi thành nguyên thạch. Cái gì, không lưu cái nào? Chuyện này làm cho các thuật luyện sư giật mình, tỏ vẻ khó có thể lý giải. Lý Vân Tiêu giải thích lung tung. Đám phế vật Thành Viêm Vũ của ta có đi cũng chỉ lãng phí danh ngạch. Cho nên vẫn nên phân cho các ngươi đi. Hắn cũng không thể nói thẳng chính mình có giới thần bi, muốn mang bao nhiêu người đi vào cũng được, cả Nam vực còn không điên mất hay sao?
Tất cả mọi người mặt đầy hắc tuyến, hiển nhiên là không tin. Nhưng đây là tư ẩn của người ta, không thể hỏi được. Tân Bì nói, chỉ cần đoạt được danh ngạch nằm trong phạm vi Hỏa Ô Đế Quốc, ta cũng không hỏi nhiều. Chỉ là từ đó không cách nào chọn lựa người ưu tú, ai có tiền thì kẻ đó có danh ngạch. Sắc mặt Lý Vân Tiêu phát lạnh, lãnh đạm nói. Trên đời nào có chuyện thập toàn thập mỹ, nếu muốn chọn ưu tú trúng tuyển cũng được, vậy cứ rút 1.000 danh ngạch của các thế gia các ngươi phân phó xuống là xong a. Đã muốn cam đoan lợi ích của các ngươi, lại nhìn chằm chằm vào danh ngạch bèo bọt không nhiều kia, Bì đại nhân, làm người cũng không thể quá tham. Đương nhiên, còn có một biện pháp, chính là các ngươi vụng trộm dùng nguyên thạch ủng hộ các đệ tử có thực lực, dùng giá cao mua danh ngạch không phải tốt hay sao? Tân Bì vẻ mặt cười khổ, nói. Bỏ đi, có Vân Tiêu đại sư ra tay, Hỏa Ô Đế Quốc có thể tranh đoạt danh ngạch tất nhiên vượt qua hai đế quốc khác. Nhưng mà Vân Tiêu đại sư cũng phải cẩn thận mới được, những tiểu bối tham gia tranh đoạt danh ngạch vô cùng có khả năng là đệ tử từ vực khác tới, thực lực mạnh không được khinh thị. Hắn ngữ khí nói nghiêm trọng, mỗi lần Tu Di Sơn mở ra đều có hậu bối ba vực khác tiến vào. Nhưng đại đa số ba đại đế quốc đều cung cấp danh ngạch miễn phí cho bọn họ, đổi lấy chỗ tốt càng lớn. Nhưng mà có một ít thế lực sức nặng không đủ, trà trộn vào Nam vực sau đó không chiếm được danh ngạch phân phối, cũng sẽ tham gia tranh đoạt danh ngạch còn thừa. Lý Vân Tiêu mỉm cười, không nói những đệ tử không phải thế lực lớn, cho dù là đệ tử của những thế lực siêu cấp, trong mắt hắn chẳng là cái gì cả. Tân Bì thấy hắn vẻ mặt vô vị, cũng biết không nên nói cái gì, dù sao người ta thực lực bày ở đó, phất tay đè chết Vũ Tông, một người bại ba tứ giai thuật luyện sư. Thực lực bực này phóng nhãn cả Thiên Vũ Đại Lục cũng là tồn tại Phượng Mao Lân Giác. Thời gian tranh đoạt danh ngạch là 7 ngày sau, địa điểm là Quỳnh Hoa Đảo. Quỳnh Hoa Đảo. Lý Vân Tiêu lộ ra thần sắc nghi vấn, hiển nhiên chưa từng nghe qua. Những người còn lại thần sắc cổ quái nhìn hắn, Đoạn Việt nhịn không được lên tiếng nói. Không ngờ ngươi là đệ tử thế gia lại không biết, đó là hồ nước giao giới giữa Nam vực ba đại đế quốc, hồ nước tên là Hồ Minh Tâm. Rộng lớn khôn cùng, trực tiếp chảy vào Nam Hải. Trong Hồ Minh Tâm có ngàn hòn đảo, trong đó lớn nhất chính là Quỳnh Hoa Đảo. Tranh đoạt danh ngạch thiết lập ở đó là công bằng. Ân, Tân Bì gật đầu nói. Hồ Minh Tâm không do bất cứ đế quốc nào quản lý, hiện tại đã bị mấy thế lực lớn khống chế lại, bắt đầu tiến hành các loại bố trí. Chủ yếu là quét sạch một ít yêu thú cao cấp, còn có thiết lập các ảnh thạch, tiến hành chiến đấu công bằng. Lý Vân Tiêu nói. Như thế rất tốt, đã như vậy, 7 ngày sau gặp lại tại Quỳnh Hoa Đảo. Bách Lý Công Cẩn thấy hắn muốn rời đi, vội hỏi. Vân Tiêu đại sư. Lý Vân Tiêu quay đầu lại mỉm cười, nói. Muốn học kiếp phù du, trần thế, thiên địa ba ấn, theo thứ tự là 2 ức, 5 ức, 8 ức trung phẩm nguyên thạch. Muốn học huyễn ba thiên kinh quyết, thì 10 ức trung phẩm nguyên thạch. Còn thượng cổ kim văn, bao nhiêu tiền cũng không bán. Sau khi hắn báo giá tiền, lập tức cùng Đoạn Việt rời khỏi thuật luyện sư công hội, biến mất phía chân trời. Bách Lý Công Cẩn và những người còn lại há hốc mồm, công khai ghi giá bán vũ khí không phải không có, nhưng đây cũng không phải là việc thuật luyện sư cao quý nên làm. Nhưng mọi người nhanh chóng kích động không thôi, chỉ cần có giá, bọn họ có thể học được vô thượng thuật đạo kia. Ngay cả Tân Bì cũng ầm ầm động tâm, huyễn ba thiên kinh quyết giá trị 10 ức hắn không mua nổi. Nhưng mà ba đại ấn quyết lúc trước hắn đã nhìn thấy tận mắt, uy lực vô cùng, giá trị của chúng không đắt. Nguyên thạch, nguyên thạch. Bách Lý Công Cẩn không còn giữ phong độ, hét lớn một tiếng nói. Mang tất cả sản phẩm thuật luyện của công hội bán ra đi. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất kiếm đủ 2.500 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Còn chưa đủ thì dán bố cáo ra ngoài, thuật luyện sư công hội dừng đối ngoại trong thời gian ngắn, tất cả thuật luyện sư đều nhận nhiệm vụ cho ta. Thân ảnh Nguyên Hạo bốn người lập tức biến mất trong phòng, bọn họ dường như cũng lo lắng như Bách Lý Công Cẩn. Vô thượng thuật đạo, một con đường lớn trải ra trước mắt bọn họ, chỉ cần dùng bọn họ dùng nguyên thạch đổi lấy là được, ai có thể không kích động. Tân Bì kích động không thôi, nhanh chóng cáo từ rời đi. Trở lại vô thượng cung, Lý Vân Tiêu quan sát sông núi dưới đất, linh khí quấn quanh lượn lờ, tùy ý không thôi. Xem ra linh khí trong sơn mạch vô thượng cung cũng không đủ dùng. Ta phải đi nơi nào tìm nhiều linh khí như thế bổ vào đây. Trừ phi trực tiếp đoạt một đại siêu cấp thế lực linh xuyên đại mạch rót vào đây. Lý Vân Tiêu thì thào tự nói, ném linh mạch vào trong giới thần bi,
sau đó Đoạn Việt nhảy lên đi vào. Tiểu tử, người thật muốn bán ba đại ấn quyết kia sao? Đoạn Việt nhịn không được hỏi. Ba đại ấn quyết của ngươi uy lực vô cùng, cuộc đời ta ít thấy. Bán ra giá cả tiện nghi như thế, thật không biết ngươi là thông minh hay là ngu ngốc. Lý Vân Tiêu dưới chân nhẹ dẫm, tiến tới trên không phương Thốn Sơn, ánh mắt của hắn nhìn ra xa, nhìn vào khoảng không vô cùng vô tận. Ngươi nhìn không gian trong giới thần bi này lớn bao nhiêu? Hắn ngưng giọng hỏi. Đoạn Việt khẽ giật mình, hồ nghi không thôi, đáp. Phạm vi không biết bao nhiêu vạn dặm. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, lập tức thở dài nói. Giới thần bi không biết do người phương nào luyện ra, thủ pháp cực mạnh, tuyệt đối vượt qua tất cả cao thủ đương thời. Chỉ có những truyền thuyết hư vô mờ ảo trong truyền thuyết mới có thể so sánh. Ngươi cũng biết trong đương thời vị đại nhân nào có vô thượng thuật đạo mạnh nhất không? Đoạn Việt tâm thần dùng mình, loại tồn tại đỉnh phong của đại lục hắn cũng nghe qua không ít truyền thuyết, cau mày nói. Tự nhiên hẳn là thuật luyện sư công hội tổng bộ hội trưởng Lỗ Thông Tử đại nhân. Đây cũng là suy đoán đương nhiên của hắn, đã có thể thống lĩnh thuật luyện sư khắp thiên hạ, bản thân tự nhiên có lẽ mạnh nhất mới đúng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt trêu tức của Lý Vân Tiêu thì mặt mũi đỏ lên, nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Lỗ Thông Tử đúng là rất mạnh, nhưng hắn sở dĩ có thể đảm nhiệm hội trưởng cũng không phải thuật đạo của hắn có thể khiến người ta phục tùng, mà là người khác không thèm quan tâm, cũng không có người đi tranh giành, có thể cân đối thế lực khắp nơi. Đương kim thuật luyện chi đạo, thuật đạo chí cường nhân cũng không ở hóa thần hải. Trong hai mắt của hắn bắn tinh quang, nói từng chữ. Người nọ ở trong thần đô. Trong lòng Đoạn Việt chấn động, thánh vực thần đô, địa phương võ đạo chí cao chí cường, ngôn sướng pháp tùy, thiên hạ không ai dám không theo. Nhưng mà chuyện bí ẩn như thế hắn làm sao biết được. Lý Vân Tiêu thu hồi tinh thần, thở dài. Nhưng mặc dù là vị đại nhân kia cũng không cách nào luyện chế ra thần vật nghịch thiên như giới thần bi này. Nó đã vượt qua phạm trù huyền khí, cho dù là những siêu cấp huyền khí trong truyền thuyết cũng không cách nào bằng được. Sử sách ghi lại Á Chi Chu cũng kém vài đẳng cấp. Chỉ có thời đại thượng cổ Thiên Vũ Đại Lục, trong một ít truyền thuyết thần thoại hư vô mờ mịt mới có thể tìm được tồn tại có cùng cấp bậc. Vân Thiếu, ý ngươi là... Đoạn Việt mang theo thần sắc không thể tin nổi. Lý Vân Tiêu nghiêm nghị. Thập phần nghiêm túc nói. Những thần thoại kia là có thật, giới thần bi tuyệt không phải võ giả bình thường có thể làm được, chủ nhân đời thứ nhất của nó, nhất định là tồn tại thập phương thần cảnh. Nói ra thập phương thần cảnh, ánh mắt của hắn đầy vẻ cuồng nhiệt. Cả đời sở cầu thần cảnh, mịt mù không thể biết. Hôm nay giới thần bi xuất hiện làm cho hắn tin tưởng vững chắc cảnh giới kia có tồn tại. Còn có Phượng Hoàng chân hỏa chôn giấu sâu trong linh hồn của hắn cũng là thượng cổ chân linh. Tồn tại thập phương thần cảnh. Đoạn Việt thần sắc nghiêm nghị và kính nể, trên mặt tràn đầy thần sắc hướng tới. Võ đạo trung cực, thập phương thần cảnh, thiên cổ đến nay, vô số cường giả truy cầu vô thượng đại đạo là đây. Hai người trầm mặc một hồi, Lý Vân Tiêu tiếp tục nói. Hiện tại ta càng hiểu càng sâu về giới thần bi, tuy nhiên ta vẫn không cách nào nắm giữ nó được, chỉ có một ít phỏng đoán. Giới thần bi vốn có nguyên khí dồi dào. Tự thành linh khí không gian. Nhưng chẳng biết tại sao hiện tại linh khí biến mất, có lẽ là trong vô số năm tháng trôi qua, có lẽ là năm đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cũng nói đúng hơn hiện tại khối giới thần bi này chính là một khối tử bi bia chết. Tử bi. Đồng tử Đoạn Việt đột nhiên co lại, một phương tử bi đã kinh thiên động địa như thế, nếu như kích hoạt thì thế nào? Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện ra vẻ cuồng nhiệt, hơi kích động nói. Nếu như ta suy đoán không sai, một khi linh khí đạt tới mức độ nhất định, khối giới thần bi sẽ sống lại, đến lúc đó không chỉ có uy lực khó có thể dự đoán, hơn nữa chỉ cần có đầy đủ linh khí, phương không gian này sẽ khuyết trương vô hạn, tự thành thế giới. Đoạn Việt cả kinh toàn thân rét run, tự thành thế giới là tồn tại nào, căn bản khó có thể tưởng tượng. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Nhưng mà chuyện này quá mờ ảo. Muốn tự thành thế giới cần linh khí cho dù rút sạch linh khí của thiên vũ giới cũng chưa chắc đủ. Ta hiện tại muốn chính là trước tiên kích hoạt nó. Muốn kích hoạt giới thần bi, phải mở ra tứ đại lĩnh vực. Tứ đại lĩnh vực. Đoạn Việt nghi vấn nói. Không sai. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Tiên võ giới chi làm đông, nam, tây, bắc tứ đại vực giới. Giới thần bi tuy nhỏ, thực sự ngũ tạng đều đủ, cũng có tứ đại vực giới, phân biệt là địa, thủy.
hỏa, phong. Mỗi thế giới vực có một viễn cổ trận pháp chèo chống. Trong quá trình tu luyện đại diễn thần quyết, ta đã dần dần có thể cảm nhận được vị trí của bốn đại viễn cổ trận pháp. Hiện tại khiếm khuyết duy nhất chính là linh khí. Đoạn Việt rốt cục hiểu vì sao hắn lại đi khắp nơi vơ vét nguyên thạch như thế, hắn nhịn không được nói. Ba đại pháp án của ngươi sao không bán giá cao, vì sao bán tiện nghi như thế? Lý Vân Tiêu cười nói. Việc buôn bán nha, ăn chút thiệt thòi sợ cái gì? Thuật luyện sư công hội giá trị không chỉ có chút tiền này, trước tiên làm tốt quan hệ với bọn họ đi đã. Hắn cười sáng lạn, hàm răng trắng nõn hiện ra ngoài. Đoạn Việt lúc này dùng mình, sinh ra cảm giác lạnh cả người, thầm nghĩ thuật luyện sư công hội sắp không may. Lý Vân Tiêu thu liếm vui vẻ, ánh mắt trông về phía xa, nghiêm mặt nói. Ta sẽ đi hỏa chi vực giới ngay bây giờ, thân thể của ta tàng phượng hoàng chân hỏa, có lẽ thế giới này dễ mở ra nhất. Thân ảnh hai người biến mất ở Phương Thốn Sơn, sau một khắc đã đi tới một khu vực hoang vu, cách Phương Thốn Sơn mấy ngàn dặm. Nhìn qua nơi này là địa vực hoang vu sỏi đá, không có nửa điểm sinh cơ. Trong khu vực to lớn khôn cùng này phiêu đãng linh khí như có như không, cũng là hấp thu từ vô thượng cung, cơ hồ không cần tính. Nơi này chính là hỏa chi vực giới. Đoạn Việt cao mày nói, hắn không cảm thụ có gì khác biệt, trừ những linh khí ti tí phiêu đãng ra, nơi này hoàn toàn mờ mịt. Lý Vân Tiêu nhắm hai mắt lại, một tay vung lên, niết ấn ở trước ngực, hắn đọc lẩm bẩm. Lập tức một khoa đầu văn màu vàng hiện ra, chính là đại giới thần quyết, thân thể của hắn xuất hiện kim quang lập lòe, dị tượng vậy này hoàn toàn giống như đúc lúc thi triển đại diễn thần quyết. Một văn tự khó hiểu từ trong miệng Lý Vân Tiêu bay ra, thân thể của hắn lộ ra dáng vẻ vô cùng trang nghiêm thần thánh. Đoạn Việt nhìn thấy mà kinh hãi, đây là bên trong giới thần bi, Lý Vân Tiêu chính là thần linh của nơi này, không thể địch nổi. Khi kinh văn tối nghĩa đọc lên, không gian bắt đầu rung rung, giống như cánh cửa viễn cổ sắp mở ra, truyền ra âm thanh nặng nề. Trong hoang mạc mênh mông sỏi đá chậm rãi xuất hiện đồ án, dài rộng không biết bao nhiêu. To lớn đổ sộ giống như một hung thú viễn cổ đang ngủ đông dưới mặt đất. Lý Vân Tiêu mở mắt ra, hắn cũng giật mình nhìn qua đồ án to lớn này, cho dù đang ở trên không trung quan sát đại địa, cũng cảm thấy mình cực kỳ nhỏ bé, không nói nên lời. Không hổ là trận pháp có thể mở vực giới, vậy mà to lớn như thế. Vốn có vài lần lòng tin, Lý Vân Tiêu lúc nhìn thấy chân dung của trận pháp thì nội tâm sinh ra cảm giác vô lực. Cái này... Hắn vuốt vài tỷ khối trung phẩm nguyên thạch trên người, dường như còn chưa đủ nhét kẽ răng của hung thú trước mặt. Đoạn Việt cũng cảm thấy nội tâm ưu tư, nói. Nguyên thạch đủ không? Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh, nói. Có lẽ đủ nhét kẽ răng. Đoạn Việt. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Không có việc gì, ta trước tiên kích hoạt trận pháp, có Phượng Hoàng chân hỏa tọa trấn trận nhãn, có lẽ kích hoạt không thành vấn đề, muốn vận hành trận pháp thì khó khăn. Hắn điểm vào mi tâm, lập tức chân hỏa biến hóa mà ra, trên không trung có hỏa phượng ngưng tụ, gào thét bay thẳng tới trung tâm trận pháp. Đoạn Việt cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng, hắn đan điền hắn luyện hóa thanh liên địa hỏa không ngờ sinh ra sợ hãi và rên rỉ. Dưới thần hỏa, vạn hỏa thần phục. Đáng tiếc dùng tu vị trước mắt của Lý Vân Tiêu cũng chỉ có thể mô phỏng thần hỏa trong giới thần bi, nếu không thần hỏa xuất thế, cả Nam vực Thiên Vũ đại lục ai có thể địch nổi. Hỏa phượng biến hóa thành lưu tinh xẹt qua bầu trời, nó rơi xuống đất thì trận nhãn run run, ánh lửa trùng thiên. Cả thiên địa chiếu sáng đỏ bừng, nhìn qua giống như hoàng hôn ngày tận thế, đặt mình trong biển lửa địa ngục. Loại cảm giác này Lý Vân Tiêu đã trải qua một lần, chính là tại Thiên Thủy Quốc Phượng Hoàng Sơn, ở trong thế giới ý thức chân linh Phượng Hoàng, chính là Niết Bàn chi hỏa, dục hỏa trọng sinh. Đoạn Việt trước uy thế của thiên địa này đã sớm sắc mặt trắng bệch. Nhịn không được muốn quỳ xuống cúng bái. Bình tĩnh một chút. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, thân thể lao như bay, hắn giống như đại bàng dương cánh lao thẳng vào trong biển lửa. Tiếng quát nhẹ chẳng khác gì chuông sớm trống chiều vang lên trong đầu Đoạn Việt, kéo hắn từ trong kinh hãi trở về. Đoạn Việt đổ mồ hôi lạnh, hắn không ngừng vận chuyển linh khí ngăn cản uy thế thiên địa này. Khi Lý Vân Tiêu tiến vào trong thế giới biển lửa, cả hỏa diễm trong thiên địa trở nên ôn hòa. Không hề nóng bỏng hay cường thế. Kim quang vận chuyển quanh thân Lý Vân Tiêu, trong đồng tử của hắn cũng có hỏa diễm màu vàng, không ngừng có khoa đầu văn tiêu tán lại sinh ra. Hắn đánh ra một ký hiệu, hỏa diễm bốn phương từ từ ngoan ngoãn lại,
dường như bắt đầu được lực lượng của hắn dẫn đạo khuyết tán ra khắp trận pháp. Đoạn Việt cảm nhận được thiên địa uy áp dần dần yếu đi, lúc này nội tâm vẫn còn sợ hãi nhưng mở hai mắt ra, đã thấy phía dưới là biển lửa đỏ bừng, Lý Vân Tiêu đã sớm không thấy thân ảnh. Hắn biết rõ bổn sự của Lý Vân Tiêu cho nên không quá lo lắng, giờ phút này thanh liên địa hỏa trong người bắt đầu thích ứng cảm giác này, chậm rãi bốc cháy lên, có xu thế phát triển. Đoạn Việt đại hỉ không thôi, thanh liên địa hỏa chính là được Phượng Hoàng thần hỏa tẩm bổ, nó dường như có dấu hiệu tiến hóa. Hắn vội vàng bảo thủ tâm thần, bắt đầu chậm rãi hút hỏa nguyên tố trong thiên địa vào trong người, dốc lòng bồi dưỡng thanh liên địa hỏa. Hỏa chính là thiên địa kỳ hỏa, nó đã cùng tiến thoái với hắn. Trong giới thần bi thời gian vô hạn, không có ngày ban ngày thay đổi, không có số lượng ngày qua đi. Đoạn Việt chậm rãi mở mắt ra, trong mắt mang theo hỏa diễm đỏ bừng, lóe ra hào quang kinh hỉ, thanh liên địa hỏa của hắn lúc này đã tiến hóa, uy lực hơn xa lúc trước. Hắn nhìn qua bên dưới vẫn là biển lửa khôn cùng, lúc này mới sinh ra một tia lo lắng, sợ Lý Vân Tiêu có chỗ ngoài ý muốn. Trong lúc này hỏa diễm phía dưới kích động, chúng từ bốn phương tám hướng co rút lại, hội tụ vào trung tâm trận nhãn. Hỏa vực vạn dặm trong nháy mắt hội tụ thành một điểm, bị một nam tử thu vào trong lòng bàn tay, nó nhảy nhót đầy yêu dị. Vân Thiếu. Đoạn Việt cả kinh kêu một tiếng, Lý Vân Tiêu toàn thân bành trướng vài phần, cơ bắp nhô lên, thân thể trở nên to con hơn trước, chính là phách thiên luyện thể quyết chí cường bá thể. Lý Vân Tiêu vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi cầm hỏa diễm trong tay đặt vào trong trận nhãn, lập tức cả trận đồ biến thành màu đỏ, như thái cổ dã thú ngủ sau trên mặt đất. Đoạn Việt vội vàng bay xuống, đáp xuống bên cạnh Lý Vân Tiêu, khẩn trương hỏi. Như thế nào? Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Đã kích hoạt trận pháp, nhưng mà thập phần không ổn định, hơn nữa không có linh khí rót vào, sớm muộn gì cũng khôn cạn lần nữa. Ta ý định làm trận pháp kèm thao, làm cho trận pháp viễn cổ này ổn định lại. Thần niệm của hắn khẽ động, lập tức không trung bắt đầu vặn vẹo. Trong khoảnh khắc một nhóm lớn nhân ảnh hiển hiện trên không trung, chính là mấy ngàn võ giả tu luyện trong giới thần bi. Đoạn Việt bị mấy ngàn người đột nhiên xuất hiện làm giật mình. Tất cả mọi người cũng không hiểu cái gì, đang tu luyện thật tốt, vì sao không hiểu gì đã xuất hiện tại nơi đây. Lý Vân Tiêu quát nhẹ, lập tức tất cả mọi người hiểu rõ nên không nói cái gì cả. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đạt được chỗ tốt lớn lao, tốc độ tu luyện cực nhanh không phải lúc trước có thể so sánh, nhìn Lý Vân Tiêu càng vạn phần kính nể, trong lòng vui sướng phục tùng. Lý Vân Tiêu lăng không bay lên, mang trên người khí chất tông sư, từ từ nói ra. Linh khí trong giới thần bi ngày càng thưa thớt, sợ là khó có thể thỏa mãn các vị tu luyện, ta tạm thời dựng linh khí hải trong khu vực này, mang tất cả linh khí rót vào nơi đây. Đồng thời ta cần 3.600 người thay ta trấn áp đại trận, chuyện này có ích với tu luyện của các ngươi. Tất cả mọi người thay phiên ra trận. Một đám võ giả đều phi thường kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm. Lý Vân Tiêu lấy mấy túi trữ vật trong nhẫn ra, chính là mấy tỷ trung phẩm nguyên thạch kia, tiện tay ném vào không trung, đánh ra một quyền. Oanh! Mấy túi trữ vật lập tức nổ tung lên, nguyên thạch bên trong bị nghiền nát toàn bộ, nguyên khí kinh thiên tỏa ra, cơ hồ nồng đậm tới mức mắt thường thấy được, như hóa thành thực chất. Chi! Tất cả mọi người đều thất kinh, nguyên khí như thế suýt nữa áp bọn họ không thể thở nổi. Tùy tiện hô hấp vài cái đã cảm thấy tinh thần sảng khoái, tu vị có chỗ gia tăng. Ha ha, quá mức nghiện, ta không ngờ sắp đột phá. Mẹ nó, nguyên khí này giống như uống nước, lão tử cảm giác bị rót no bụng. Tất cả mọi người vui mừng quá đỗi, vội vàng hấp thu, không ít võ giả kẹt ở bình cảnh trong nháy mắt này đều đột phá tập thể. Lý Vân Tiêu lấy một tiểu kỳ ra, trong mắt mang theo tinh quang, chính là cờ xí thắng được trong thuật luyện sư công hội Thiên La Diễm Hỏa Chiến Kỳ, tuy tổn hại không chịu nổi, nhưng lại là cửu giai chiến khí hàng thật giá thật. Thứ này rơi vào trong tay Cát Hướng Tiền cũng chỉ có tác dụng nghiên cứu mà thôi, nhưng Lý Vân Tiêu nhìn ra chiến kỳ chưa chết, dùng thủ đoạn của hắn tự nhiên có biện pháp kích hoạt ra, đều là trận pháp hỏa thuộc tính, dùng để làm đại trận kèm theo hỏa chi vực giới là thích hợp nhất. Trong mắt của hắn bắn ra văn tự màu vàng, trực tiếp phá không mà ra, chiếu vào Thiên La Diễm Hỏa chiến kỳ sáng lên. Đồ án tổn hại không chịu nổi trên chiến kỳ đột nhiên tỏa sáng, sau đó chậm rãi phun ra một đạo quang mang màu đỏ, cả chiến kỳ bốc cháy trên không trung, dường như muốn hóa thành tro tàn. Nhưng làm cho người ta giật mình là hỏa diễm không hề biến mất,
ngược lại dần dần tăng lớn, trong nháy mắt hóa thành biển lửa, gào thét mà xuống, bao phủ toàn bộ võ giả vào trong. Cùng lúc đó Lý Vân Tiêu từ trên không trung ngưng khắc tận pháp, linh quyết chấp động ngưng tụ thành trận đồ trên không trung, tạo thành một đồ án lớn, mạnh mẽ đâm vào biển cả linh khí. Trận pháp bay vào trong đó, lập tức hóa thành một đạo kim quang khuyết tán ra ngoài, rất nhanh bao phủ toàn bộ linh khí, ức chế linh khí tiết ra ngoài. Thiên La Diễm Hỏa Chiến Kỳ nhanh chóng biến lớn, một biển lửa lắng đọng trên không trung, bao trùm trên viễn cổ đại trận. Trong mắt trận Lý Vân Tiêu bố trí một đám hỏa chân thân, chiến kỳ ở dưới biển lửa trở nên mạnh mẽ hơn trước. Hiện tại ta truyền cho các ngươi pháp quyết thi triển Thiên La Diễm Hỏa Chiến Kỳ này, các ngươi tu vị quá yếu, phải tập hợp 3.600 người mới có thể thi triển được. Trong lòng Lý Vân Tiêu thở khẽ, một ký hiệu tối nghĩa ngưng tụ thành, ngưng mà không tiêu tan, cũng không có sóng âm truyền ra, trong nội tâm mỗi võ giả đều có ấn ký bao phủ, trực tiếp rót vào trong thức hải. Đoạn Việt nhìn thấy thủ đoạn liên tục của hắn thì cả kinh, hắn ở nơi này không gì làm không được, hoàn toàn chính là một thần linh. Truyền pháp quyết cho mấy ngàn tên võ giả, hắn bắt đầu yên lặng tu luyện. Cả biển linh khí bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm, rất nhanh Thiên La Diễm Hỏa Chiến Kỳ đã kéo dài trận kỳ ra, cuối cùng điệp ra song song với đại trận viễn cổ, bổ sung cho nhau. Sau khi làm xong tất cả, Lý Vân Tiêu cười cười, lộ ra thần sắc thập phần nhẹ nhõm, nói. Hắc hắc, thú vị, mặc dù ta ở bên ngoài cũng có thể rút uy lực của Thiên La Diễm Hỏa Chiến Kỳ, thật sự chờ mong a. Đoạn Việt nuốt nước miếng, nhìn qua biển lửa thông thiên. Nếu như thả ra thì có uy lực vô cùng cường đại. Hắn mở miệng hỏi. Vậy bây giờ nên làm gì đây? Lý Vân Tiêu cười nói. Chờ 7 ngày nữa, chờ ta tăng thêm một tinh thì đi tới Quỳnh Hoa Đảo. Tấn chức một tinh. Đoạn Việt sững sờ một chút, đột nhiên phát hiện Lý Vân Tiêu một chưởng chụp vào biển linh khí. Rất nhiều linh khí như kẹo đường bị hắn kéo ra ngoài, nuốt vào trong cơ thể, trên người tỏa ra kim quang sáng ngời. Cái này... Đoạn Việt triệt để ngây ngốc, ở nơi này là hấp thu nguyên khí, bây giờ chính là nuốt trực tiếp a. Hơn nữa làm cho hắn hoàn toàn ngốc trệ là, Lý Vân Tiêu bắt đầu bắn ra hỏa quang tấn cấp, hắn không coi ai vào đâu, từ từ tấn cấp ngũ giai vũ quân. Ngũ tinh vũ quân, nói tiến giai liền tiến giai, muốn đột phá là đột phá, ngươi. Đoạn Việt triệt để im lặng. Thân thể Lý Vân Tiêu tinh thần đại chấn, nhìn qua hắn cười nhạt một tiếng, nói. Không phải muốn tiến giai thì tiến giai, sau trận chiến Kim Ô Lôi Bệ Thần và bại ba vị tứ giai thuật luyện sư, tăng thêm mấy ngày qua ta kích hoạt trận pháp viễn cổ đã sớm đột phá tới cấp độ ngũ giai, nhưng bởi vì thiếu nguyên khí cho nên không cách nào tiến giai a. Hiện tại chỉ là tu bổ mà thôi. Đoạn Việt nói. Tu bổ. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện bên ngoài Vô Thượng Cung. Hắn một tay điểm ra. Giới thần bi lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong mi tâm của hắn. Một khung hổ vương chiến xa gào thét bay ra, chở hắn tiến về phía Quỳnh Hoa Đảo. Tu Di Sơn sắp mở ra, tranh giành danh ngạch làm tứ phương chấn động, tất cả thế lực không có vũ hoàng tọa chấn thì không thể thu được danh ngạch, phải thông qua thực lực bản thân cướp lấy. Mấy ngày qua tất cả đệ tử ưu tú của các thế lực đang chờ bên hồ Minh Tâm, cũng chờ cuộc cạnh tranh tàn khốc kia. Nếu không phải mấy thế lực lớn phái cao thủ ra giữ trật tự, nơi này đã sớm loạn thành một bầy. Nhưng một ít ma sát nhỏ vẫn diễn ra không dứt. Đà Phong huynh, nhiều cao thủ như vậy, ta cảm giác có chút không ổn a hát. Một ít cao thủ trẻ tuổi, từ khí tức trên người đã làm cho ta cảm thấy bất an. Bình tĩnh chút đi, dù sao những thế gia kia cũng mang tất cả che giấu ra, có cao thủ cũng chẳng có gì lạ cả. Mẹ kiếp! Ngày bình thường làm thế nào không biết Nam vực có nhiều cao thủ trẻ tuổi như thế, không biết có cao thủ ba vực khác lăn lộn vào không? Cái này khó nói, ngươi nhìn bên cạnh đi, khí tức hoàn toàn nội liếm, sợ là đã đạt tới Vũ Tông rồi. Chi, dưới 50 tuổi đã là Vũ Tông? Có, qua biến thái hay không? À, ha ha, Đà Phong huynh, ngươi thật biết chê cười. Thiếu niên 15 tuổi phất tay đánh chết Vũ Tông, chết cười ta rồi. Ngươi đừng không tin, toàn thành hơn 10 vạn người tận mắt nhìn thấy đấy. Ha ha, quá buồn cười. Được rồi, ta tin, ha ha. Những người khác cũng ôm bụng cười bò, Đà Phong lộ ra vẻ không hài lòng, hừ lạnh một tiếng liền không nói nữa. Lúc này có một người vỗ vai của hắn, lập tức giật mình, vội vàng quay đầu nhìn chính là cường giả Vũ Tông lúc trước,
người này nhìn hắn mỉm cười, nói. Xin chào, ta tới từ Thiên Hương Đế Quốc La Thanh Vân. Ngươi vừa mới nói có thiếu niên 15 tuổi phất tay đánh chết Phố Tông. Ha ha, ta rất có hứng thú, mau nói cho ta nghe nào. Đà Phong chỉ cảm thấy thấy lạnh từ sống lưng lan ra toàn thân, tuy La Thanh Vân vẻ mặt vui vẻ, nhưng mà còn băng lãnh hơn cả hàn băng, hắn vội vàng nói những gì mình biết ra. Tràng diện như thế ngoài sáng trong tối đều diễn ra khắp Hồ Minh Tâm, thời gian chỉ có mấy ngày nhưng đã tụ tập mấy vạn người tại đây. Trong một đám người tương đối chen chúc, ở phía bên kia bờ hồ, tạm thời dựng một ngôi lầu vũ, khí thế phi phàm, nhưng chỉ có những người chủ trì tranh đoạt của các thế lực lớn mới được vào. So sánh với tiếng động huyên náo và chen chúc ở bên ngoài, ở nơi này yên lặng và rộng rãi hơn nhiều, đối mặt với hồ nước xanh nhạt, nơi này rất thản nhiên. Một gã nam tử áo xanh đang hưởng thụ trà thơm, vẻ mặt điềm tĩnh, hắn đột nhiên cười hỏi. Nghe nói Thành Thượng Dương xuất hiện thiên tài tuyệt thế trẻ tuổi, năm nay gần 15 tuổi, giơ tay nhấc chân có thể diệt sát cường giả Vũ Tông hải cốt không còn. Tân Bì huynh, có việc này không? Ha ha, Sở Vũ huynh nói giỡn. Loại nghe đồn này khuyết đại quá nhiều, há có thể tin tưởng. 15 tuổi, cho dù tu luyện từ trong bụng mẹ, bây giờ có thể đạt tới Vũ Vương cảnh cũng đã là thiên tài vô thượng rồi. Phất tay đánh chết Phú Tông, ha ha, người cũng tín. Một tên nam tử tóc đỏ sậm cười nói, thần thái lười biếng, vẻ mặt không tin nhìn qua Tân Bì nói. Tân Bì huynh, người nói có phải thế không? Người nam tử tóc đỏ sậm này chính là Hoắc Sâm, chính là thành viên Hoàng Thất Mộc Húc Đế Quốc. Tên nam tử áo trắng chính là thành viên Hoàng Thất Thiên Hương Đế Quốc Sở Vũ. Cộng thêm Tân Bì, chính là ba người chủ trì tranh đoạt danh ngạch lần này. Tân Bì mỉm cười, nhưng không cách nào che giấu ngưng trọng trên mặt của hắn. Hắn rõ ràng cảm nhận được trong thế hệ trẻ tham gia tranh đoạt lần này có vài tên vô cùng cường đại. Mà để cho hắn lo lắng nhất là, lúc này sắp bắt đầu thi đấu nhưng Lý Vân Tiêu vẫn chưa có tới. Sở Vũ trên mặt đầy hàn quang, nhẹ nhàng, nói. Chuyện này chưa hẳn, có chút tiểu bối thiên phú cường đại, lại bằng vào một ít siêu cấp vũ kỹ và huyền binh, dưới tình huống xuất kỳ bất ý cũng có thể diệt sát Phú Tông, cũng chưa chắc không có khả năng. Tình cảnh ngày đó rốt cuộc như thế nào, vẫn nhờ Tân Bì huynh giảng cho chúng ta nghe một chút thì hiểu rõ hơn. Tân Bì nội tâm cười lạnh không thôi, nhàn nhạt nói ra. Nào có truyền thuyết ly kỳ như vậy, chỉ là tiểu bối tranh đấu mà thôi, về sau trưởng bối nhìn không được nên mới ra tay. Tên thiếu niên kia cũng chỉ tiếp một chiêu của cường giả Vũ Tông mà thôi. A hát, kết quả thì sao? Sở Vũ dường như hết sức quan tâm, tập trung tư tưởng lắng nghe. Kết quả? Tân Bì lộ ra một tia cười lạnh, khẽ nói. Sở Vũ huynh cho rằng thế nào? Một gã thiếu niên 15 tuổi tiếp một chiêu của Vũ Tông, người cảm thấy kết quả sẽ như thế nào? Sở Vũ nội tâm chửi bới không thôi, trên mặt vẫn cười ha hả, nói. Ha ha. Tân Bì huynh nói cũng phải. Tân Bì híp mắt cười nói. Thiên Hương Quốc mấy năm này xuất hiện không ít thiên tài, ta ẩn ẩn cảm giác trong những tiểu bối ở bên ngoài vẫn có cấp bậc Vũ Tông. Chậc chậc, quả nhiên là làm cho người ta khiếp sợ vạn phần a. Sở Vũ cười nói. Nào có, tiểu bối cường đại bên ngoài cho dù có nhiều hơn nữa. Rất có thể là cao thủ của Mộc Húc Đế Quốc nha. Hoắc Sâm phất tay áo, miễn cưỡng đứng lên, hừ nhẹ nói. Sở Vũ huynh, người đừng có giả bộ, tất cả mọi người đều là thất tinh vũ hoàng, thực lực đám tiểu bối bên ngoài như thế nào còn tránh được mắt của chúng ta sao? Tên đệ tử gọi là La Thanh Vân kia ít nhất cũng là tam tinh vũ tông a. Sở Vũ mỉm cười, trên mặt hiện ra một tia ngạo sắc, lập tức cười nói. Giả vờ cũng không phải ta, nên là Hoắc Sâm huynh mới đúng. Quý quốc chí ít có ba gã cường giả vũ tông, hai gã nhất tinh, một gã nhị tinh, còn có nói sai. Về phần Tân Bì huynh, Hỏa Ô Đế Quốc có tên nhị tinh Vũ Tông, thực lực ẩn ẩn đạt tới tam tinh a. Hoắc Sâm không cho là đúng nói. Hừ, nhiều người có làm được cái gì? Đến tầng thứ Vũ Tông này, cách một tinh là một chênh lệch to lớn. Cho dù ba người người bọn họ liên thủ sợ rằng chưa hẳn là đối thủ của La Thanh Vân. Sở Vũ cười nói. Lần này chỉ tìm kiếm danh ngạch mà thôi, cũng không phải đánh nhau ẩu đả, thực lực mạnh thì có thể làm được gì? Mấu chốt còn phải dựa vào vận khí mới được a. Ha ha. Vận khí còn em ngươi. Hoắc Sâm cùng Tân Bì nội tâm mắng như điên. Muốn tìm danh ngạch là cần vận khí,
nhưng muốn bảo trụ danh ngạch không mất đi cần phải có thực lực. Loại tranh đoạt danh ngạch này tuy quy tắc nội quy định không thể ác ý giết người, nhưng chính thức chấp hành cực kỳ khó khăn, giết người cướp của là chuyện bình thường. Đúng rồi, tên thiếu niên có thể so chiêu với cường giả Vũ Tông tên gọi là gì? Có trong đám người này không? Sở Vũ không nhanh không chậm hỏi. Tân Bì cười nhạt nói. Tên là Lý Vân Tiêu, còn chưa đến, có lẽ nhìn thấy quá nhiều cường giả, sợ rồi cũng không chừng. Lão Hồ Ly, tiểu bối dám so chiêu với Vũ Tông có thể sợ hãi sao? Hai người khác mắng thầm. Ba người đều có tâm tư, nói chuyện không có hai câu là thực, không phải lừa gạt chính là cái cọ, kéo một hồi cũng không có kéo ra chuyện gì là thật cả, dứt khoát không nói thêm cái gì, bắt đầu thưởng thức trà. Lý Vân Tiêu ngồi ngay ngắn ở trên hổ vương chiến xa, nhanh chóng bay tới Quỳnh Hoa Đảo. Đột nhiên trên bầu trời mây trắng xuất hiện một đạo mây đen, ngay sau đó một đạo thiểm điện xuất kỳ bất ý đánh xuống, đánh thẳng vào chiến xa. Lý Vân Tiêu lóe lên, trực tiếp lăng không vượt qua vài bước, lúc này xoay vài vòng trên không trung, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hổ vương chiến xa bị lôi điện trực tiếp bổ trúng, tự hành khởi động phòng hộ, nhưng thoáng đã bị tiêu diệt, nó phát ra tiếng vang nặng nề rơi xuống mặt đất. Một bóng người lăng không mà đứng, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu thấy rõ người tới thì mắng to. Trên mặt nhà Cửu Lâm không mang theo chút biểu lộ nào, nhàn nhạt mở miệng nói. Đừng nói mình vĩ đại như thế, ngươi là kẻ không lợi không dậy sớm. Ta ngăn ngươi lại có mục đích rõ ràng. Giao con yêu thú và Ngô Câu Xương Tuyết Minh ra đây, ngươi có thể hoàn hảo không tổn hao gì rời đi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu âm hàn, tức giận nói. Không có yêu thú trợ trận, ta làm sao đả bại cường giả ba đế quốc tranh đoạt danh ngạch. Chậm trễ đại sự, đừng nói Tân Bì, sợ là Tụ Thiên Tông cũng sẽ diệt sát ngươi. Nhạc Cửu Lâm lúc này sắc mặt biến hóa, nhưng đảo mắt đã khôi phục như thường, lãnh đạm nói. Dùng thực lực của ngươi, cho dù không có con yêu thú kia, trong đồng lứa có ai địch nổi. Đừng vội nhiều lời, thi đấu tranh đoạt sắp bắt đầu, ngươi giao ra đây, ta không chỉ không làm khó ngươi. Ngược lại còn tiễn ngươi một đoạn đường. Đa tạ, đường này ta tự đi mới tốt, ngươi thật không nhường. Lý Vân Tiêu hai con ngươi chớp lên, thân thể phát lạnh. Trong mắt nhà Cửu Lâm hiện ra một tia làm khó, thở dài. Ta thực không muốn động thủ với ngươi, hy vọng ngươi có thể phối hợp một ít. Ngươi biết rõ, không có khả năng đào thoát khỏi tay của ta. Trừ phi Bách Lý Đại Nhân xuất hiện lần nữa. Lý Vân Tiêu giận không kềm được. Trong lúc đó đồng tử đột nhiên co lại, mãnh liệt nhìn qua sau lưng nhà Cửu Lâm, kinh hãi nói. Ngươi là tông chủ Tụ Thiên Tông Tề Phong. Cái gì? Nhà Cửu Lâm chấn động, mồ hôi lạnh bao phủ ót của hắn, vội vàng hoảng sợ quay đầu lại, trong nội tâm lạnh buốt. Sau lưng trống rỗng, làm gì có bóng người nào? Lại dám đùa nghịch ta, hẳn ngươi cho rằng có thể trốn thoát. Nhà Cửu Lâm giận tím mặt, Lý Vân Tiêu lại dám trêu đùa hắn. Mặc dù hắn thoát thân trong nháy mắt, hắn cũng chỉ là vũ quân làm sao có thể thoát được chứ. Hắn vội vàng xoay người lại, chỉ thấy Lý Vân Tiêu không trốn mà tiến tới, thân thể đã tiến tới rất gần, chớp mũi đối phương đã tới trước mặt của hắn. Chi, ngươi muốn điều gì? Nhạc Cửu Lâm giật mình, vội vàng lui về sau, chỉ thấy trên mặt Lý Vân Tiêu mang theo nụ cười cổ quái, trong đầu đột nhiên chấn động. Không tốt, là tinh thần công kích. Đột nhiên thức hải của hắn đau nhức, rất nhiều lực lượng vô hình nhanh chóng rót vào làm cho linh thức của hắn lập tức bị phong bế. Chỉ trong nháy mắt này, bàn tay Lý Vân Tiêu đánh ra một chảo, trong lòng bàn tay có kim sắc khoa đầu văn hiện ra, bao phủ trên người nhà Cửu Lâm. Đây là cái gì? Nhà Cửu Lâm dù sao cũng là ngũ tinh vũ hoàng, trong nháy mắt thất thần đã khôi phục lại, trong đôi mắt thanh minh, nhìn thấy một đạo kim quang đang vây khốn mình, không ngừng có văn tự phong cách cổ xưa hiển hiện. Trong nội tâm đầy khiếp sợ, nhưng cũng không bối rối, dù sao thực lực hai người chênh lệch quá lớn. Hắn trấn tĩnh nói ra. Tu vị không tới còn muốn kháng cự, ta biết rõ ngươi ý đồ xấu nhiều, át chủ bài cũng không ít, nhưng ở trước mặt ta cũng vô dụng. Thần sắc Lý Vân Tiêu vốn vô cùng ngưng trọng lập tức nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười nói. Không có gì, mang ngươi đi nơi tốt. Đồng tử nhà Cửu Lâm hơi co lại. Đang muốn vận chuyển chân khí đánh tan kim quang và văn tự cổ xưa, lại đột nhiên thấy Lý Vân Tiêu đang đọc các âm tiết khó hiểu, thân thể của hắn tê dần, hắn hóa thành quang mang bị Lý Vân Tiêu thu vào mi tâm. Sau một khắc, hắn xuất hiện bên trong giới thần bi. Chi,
đây là nơi nào? Nhạc Cửu Lâm hoảng sợ thất sắc, chỉ thấy thiên địa đỏ bừng, nhiệt độ cao không tiêu tan, hắn như đang ở trong lồng hấp. Hắn vội vàng thả thần thức ra, lại hoảng sợ phát hiện nơi đây vô biên vô hạn, kinh hãi nói. Chẳng lẽ là ảo thuật? Đây là ảo thuật gì, thật mạnh. Ha ha! Một tiếng cười truyền tới, thân ảnh Lý Vân Tiêu dần dần xuất hiện trước mặt hắn, cười nói. Đây không phải ảo thuật, về phần là địa phương nào, nơi cho ngươi biết cũng không sao. Bởi vì ta có thể dễ dàng trấn áp ngươi, ngươi đừng hy vọng thoát ra khỏi nơi này. Hắn một tay điểm ra, hỏa diễm hóa thành sợi dây trói buộc Nhạc Cửu Lâm. Cuồng vọng, ngươi chỉ là một vũ quân, cho dù có huyền khí nghịch thiên, chẳng lẽ có thể trấn áp ta hay sao? Trong nội tâm Nhạc Cửu Lâm ẩn ẩn sinh ra lửa giận, hơn nữa nơi đây cho hắn cảm giác cực kỳ không ổn. Trông thấy sợi dây bay tới, trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý, lôi điện chi lực đùng vang lên, ầm ầm đánh ra, hóa thành vạn đạo lôi quang bao phủ các nơi. Tư, lôi quang của hắn mới bay ra được vài mét, vậy mà vô thanh vô tức biến mất trên không trung, thật giống như hỏa diễm gặp được nước, phát ra âm thanh tê tê dập tắt sau đó biến mất sạch sẽ. Chi, xảy ra chuyện gì? Trong nội tâm nhà Cửu Lâm đại chấn, trong mắt mở to như chuông đồng, kinh hãi nói. Ảo thuật, đây nhất định là ảo thuật, nhưng mà không dùng được gì, ta và ngươi có chênh lệch to lớn, bất luận ảo thuật gì cũng vô dụng. Vèo, ngay thời điểm hắn không ngừng rong dài, hỏa diễm lao tới trói buộc hắn, cuốn hơn 10 vòng sau đó khóa chặt hắn trên không trung. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, ngón trỏ điểm nhẹ, Nhạc Cửu Lâm lập tức bị trọng lực mấy vạn lần bao phủ, lúc này rơi thẳng xuống hỏa diễm vô biên vô tận phía dưới. Khó có được ngũ tinh vũ hoàng cho thủ hạ ta luyện tập trận pháp. Chư vị, giữ vững tinh thần đi, đưa vũ hoàng tới cho các ngươi luyện tập, vừa vặn bắt đầu quen thuộc đại trận đấy. Hỏa xà trên người Nhạc Cửu Lâm biến mất không thấy gì nữa, thân thể có thể hoạt động tự nhiên. Nhưng lúc này trên mặt đất là biển lửa đỏ bừng, đột nhiên bộc phát hào quang cực nóng thôn vệ hắn. Hừ hừ, người an tâm đối luyện trong này đi, thời gian rất lâu đừng mong đi ra ngoài. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười cười, thân ảnh này rời khỏi nơi đây, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Lần này xem như đủ may mắn, giết Nhạc Cửu Lâm trở tay không kịp, trực tiếp kéo hắn vào bên trong giới thần bi, nếu không thì hắn chẳng có chút phần thắng nào. Ở bên trong giới thần bi hắn chính là thần linh, cho dù vũ đế đi vào cùng phải thành thật bị trấn áp. Lý Vân Tiêu kiểm tra hổ vương chiến xa, cũng không có bị thương tổn quá lớn, lập tức nhanh chóng lao tới Quỳnh Hoa Đảo. Bên bờ hồ Minh Tâm, Tân Bì đang đứng ngồi không yên thì thở ra một hơi, nhìn thấy thân ảnh ở xa xa thì mỉm cười thỏa mãn. Hổ vương chiến xa không phải thế lực bình thường có thể có được, Lý Vân Tiêu xuất hiện lập tức khiến toàn trường chú ý. Nhìn rõ người tới, những đệ tử xem cuộc chiến thành Thượng Dương ngày đó sắc mặt đại biến, trong ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Ân, thiếu niên rêu rao này là ai? Giá đỡ thật lớn a. Trong mắt Sở Vũ mang theo tinh quang. Thần sắc Tân Bì lập tức nhìn qua hắn, lập tức đoán được thân phận của người này, hắn dùng tay ra hiệu, sau lưng có một nam tử hiểu ý chậm rãi lui xuống. Ha ha, ai biết được? Tân Bì mỉm cười, nói. Mọi người đã tới đông đủ, cũng nên bắt đầu. Lý Vân Tiêu đến thì hắn yên tâm vạn phần. Mặc dù nói đối phương có tam tinh vũ tông, nhưng Lý Vân Tiêu có thực lực kinh thiên động địa, cũng chưa từng thấy tận mắt thì không biết hắn khủng bố cỡ nào. Hoắc Sâm thần sắc chớp động, khẽ cười nói. Hẳn đây là thiếu niên 15 tuổi so chiêu với cường giả Vũ Tông A. Xem ra rất sinh long hoạt hổ, không có bị đánh chết sao. Trong tòa nhà này vang lên tiếng bình luận, cả đám thần sắc bất thiện. Chỉ là một tên vũ quân, vậy mà cũng xứng có được hổ vương chiến xa. Đoán chừng là phá gia chi tử của gia tộc ẩn sĩ. Hừ, những thế gia ẩn sĩ này nhiều tiền, người ngốc mà thực lực thấp. Hôm nào đoạt một nhà thử xem. Ha ha, thật sự là cuồng vọng. Một tên võ giả mười mấy tuổi nhìn tên võ giả trung niên nói. Sư huynh, ngươi xem người này lát nữa đi vào Quỳnh Hoa Đảo, hổ vương chiến xa còn giữ được không? Đầu óc thật sự bị vô nước rồi. Lộ tài như thế không phải tự gây bất lợi cho mình sao? Câm miệng cho ta. Nam tử trung niên một quyền đập vào đầu của hắn, trừng mắt tức giận nói. Ngươi muốn tìm cái chết a hát, người nọ là thành chủ thành Viêm Vũ Lý Vân Tiêu. Lời của nam tử trung niên này giống như ma chú truyền ra khắp nơi, người bốn phía lập tức biến sắc, câm miệng hơn phân nửa,
tên sư đệ kia cũng bị dọa sắc mặt trắng bệch, vội vàng che miệng. Nhưng còn có rất nhiều người của Thiên Hương đế quốc cùng Mộc Húc đế quốc sắc mặt mỉa mai và khinh thường. Trong đám người con ngươi La Thanh Vân ngưng tụ, hắn nhìn qua Lý Vân Tiêu. Cùng một thời gian, còn có vài ánh mắt bất thiện hàn quang lập lòe. Phía trước là cái gì? Thánh địa Hồ Minh Tâm, tất cả mọi người đều đi bộ tới trước, hắn dám đại bất kính đi chiến xa, cút xuống cho ta. Một tiếng giống từ trong tòa lầu vang lên, ngay sau đó hào quang xẹt qua trời cao, một đồng chùy như tòa núi nhỏ đánh thẳng vào Hổ Vương chiến xa. Đồng chùy có một đại hán uy phong lẫm lẫm, hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn chằm chằm vào người trên chiến xa. Trong tòa nhà, sắc mặt Tân Bì mang theo một tia giận dữ, lãnh đạm nói. Sở Vũ, người đây là ý gì? Sở Vũ cười nhạt một tiếng, ung dung nói. Thủ hạ hộ vệ của ta phụ trách bảo vệ Hồ Minh Tâm này, Lý Vân Tiêu cưỡi chiến xa lao nhanh quá mức nguy hiểm, bảo hắn cẩn thận một chút. Hoắc Sâm lộ ra thần sắc kinh ngạc, há to miệng nói. Nhìn thấy không, vị hộ vệ của Sở Vũ huynh chính là Cửu Tinh Vũ Vương A. Đừng làm xấu với vị tiểu huynh đệ kia. Sở Vũ khẽ cười nói. Hoắc Sâm huynh quá lời. Vị tiểu huynh đệ này Trinh Slap người từng chiến qua với Vũ Tông, chỉ là Vũ Vương thì sợ cái gì? Đúng không, Tân Bì huynh? Ha ha, cũng phải. Hoắc Sâm cũng cười ha hả, kẻ sướng người họa, trên mặt mang theo thần thái trêu tức. Đồng tử Tân Bì hơi co lại, trên mặt cũng mang theo thần sắc vui vẻ khó nhận ra, hừ lạnh nói. Ta là sợ Lý Vân Tiêu không cẩn thận lấy mạng của hộ vệ ngươi thôi. Sở Vũ khẽ giật mình. Lập tức cười ha hả, nói. Ha ha, đa tạ Tân Bì huynh quan tâm, nếu không cẩn thận chết đi, đó là do hắn tài nghệ không bằng người, chết không đáng tiếc. Hắn nói mấy câu cuối cùng rất nặng, có ý khác trong đó. Hừ, Tân Bì hừ nhẹ một tiếng, không thèm nói cái gì nữa, lạnh lùng nhìn ra bên ngoài. Trên Hổ Vương chiến xa, Lý Vân Tiêu đứng ở đầu xe nhìn qua đại trùy lao tới, nói. Ngũ giai trùy. Muốn xem ai cứng hơn đúng không? Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hắn đánh ra mấy thủ ấn, trên chiến xa lập tức xuất hiện một đạo phòng hộ, các trận pháp trên thân xe cũng khởi động, điều động đủ lực lượng lao tới. Như Thái Sơn áp đỉnh, thanh thế to lớn. Cái gì? Tất cả mọi người ăn cả kinh, làm gì có phá gia chi tử như thế? Hổ Vương chiến xa chính là ngũ giai chiến khí, vô cùng chân quý, vậy mà cầm đi va chạm trực tiếp với đại trùy. Ai nha? Phá sản, phá sản. Đại hán đứng trên đại chịu ánh mắt co rút, sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Hắn cho rằng đại trùy của mình đánh qua thì đối phương sẽ làm gì đó để cứu chiến xa, để tránh bị phá hư, ai ngờ đối phương lại định va chạm. Tuy đều là ngũ giai huyền khí, nhưng hắn còn không có ngốc tới mức cho chiến trùy của mình va chạm với chiến xa, vội vàng hai chân dùng sức dẫm mạnh, đại trùy hạ thấp xuống, cải biến phương hướng muốn quay đầu mà đi. Đã đến thì cũng nên để chiến xa của ta thân mật với chiến trùy của ngươi, chạy cái gì? Lý Vân Tiêu cười lạnh đánh ra một đạo phát quyết, cái trận pháp trên chiến xa xoay tròn nhanh chóng, tản mát hoàng sắc quang mang rất mạnh đánh thẳng vào người của đại hán. Vèo! Đại hán đang cưỡi búa hoảng sợ, dưới va chạm kịch liệt hắn rơi xuống đất thật nhanh. Chi, trọng lực pháp trận, ít nhất cũng là pháp trận có trọng lực hơn vạn lần. Đại hán chấn động. Toàn thân đều bị hấp lực to lớn kéo thẳng xuống. Nhưng mà chuyện này không phải là điểm trọng yếu nhất, càng làm cho hắn sợ tới mức hồn phi phách tán chính là Hổ Vương chiến xa đuổi theo không bỏ, lúc hắn còn ở trên không thì áp xuống, từ trên cao lao xuống, tránh cũng không thể tránh. Mau dừng lại, mau dừng tay lại. Đại hán gấp tới mức toàn thân chấn động, hắn vận chuyển chân khí toàn thân lên mức đỉnh phong, dùng để ngăn cản vạn lần trọng lực áp lên người. Dùng toàn bộ khí lực toàn thân nhìn qua Lý Vân Tiêu giận dữ hét lên. Dừng lại, ngươi không phải bảo ta lăn xuống sao? Hiện tại ta không muốn ngừng, ngươi làm gì được ta? Ánh mắt Lý Vân Tiêu mang theo thần sắc sắc lạnh, hào quang bắn ra từ trong tay, mấy văn tự cổ quái ẩn độn trong đó, văn tọa khó tên đại hán đang muốn bỏ chạy kia lại, làm cho hắn không thể động đậy. Ngươi! Tên đại hán đang tích xúc lực lượng lại, ý định rơi xuống đất lập tức nhảy đi. Ai ngờ giới hào quang sáng ngời này thì có một cổ lực lượng kỳ dị phong bế kinh mạch của hắn, khiến cho hắn không thể vận dụng nửa phần khí lực. Hắn lập tức hoảng sợ giống to. Sở Vũ đại nhân, cứu ta! Oanh! Chiến trùy rơi xuống đất, chấn động to lớn sinh ra tiếng nổ tung,
võ giả bốn phía không ngừng lui ra phía sau. Nhìn thấy một màn vô cùng khủng bố này, hổ vương chiến xa cực kỳ to lớn cũng rơi thẳng xuống, rơi thẳng vào trong hố sâu vừa xuất hiện, thân xe còn có dị sắc lưu chuyển, ánh sáng kỳ dị phóng lên trời. Ầm ầm, Lý Vân Tiêu ở trên chiến xa nhảy xuống đất, trực tiếp thoát ra ngoài vài chục trượng, lạnh lùng nhìn qua chiến xa rơi xuống, một tay niết bí quyết, trong miệng quát to một tiếng. Bảo, oanh, âm thanh như dừng lại, mọi người chỉ thấy mặt đất như bị nhấc tung lên một lớp, một ánh sáng hình nấm xuất hiện trên mặt đất, khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 21.